Em là Hải, để trưởng phó lực và đào tạo Việt Nam Viên. Hôm nay rất là vui mừng được gặp gỡ các thầy trong cái chương trình hội thảo để các thầy các cô giúp đỡ cho lực Việt Nam Viên. Chúng ta về cái điều kiện là dịch bệnh nên là chúng ta cũng chưa có dịp gặp nhau. Thế mà hôm nay thì qua một số cái cuộc trao đổi qua điện thoại thì hôm nay cũng được sự giúp đỡ của các thầy thì hôm nay phòng giáo dục và đào tạo huyện Than Uyên tổ chức cái hội thảo về giáo dục trẻ em. Xin phép được trân trọng giới thiệu với thầy cô ngày hôm nay về các thầy cô giúp đỡ cho giáo dục huyện Than Uyên trong cái buổi tập hội thảo ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn, Liên minh STEM Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Đặng Văn Sơn, Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội, người sáng lập học viện F3. Xin chào các thầy cô. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Hoàng Văn Đông, giảng viên Đại học Điện lực, người sáng lập học viện. Tham gia với chương trình ngày hôm nay thì xin trân trọng giới thiệu với thầy cô giáo Bùi Cẩm Như, cán bộ chuyên môn phó trưởng đào tạo huyện Bảo Hà. Ở đầu cầu thì tôi cũng thấy rằng là có cô giáo Đỗ Thị Quyên, hôm trước cũng đã giúp cho tham viên tập huấn một cái buổi về giáo dục trẻ STEM. Trước tiên thì thay mặt cho những người làm giáo dục tại huyện Than Uyên, xin được cảm ơn và chúc sức khỏe quý thầy quý cô cũng đã giúp đỡ cho giáo dục huyện Than Uyên trong cái thời gian vừa rồi và cũng như là cái buổi tập huấn ngày nay và ngày mai để chúng em có thể nắm bắt và hiểu rõ hơn về giáo dục STEM. Trên cơ sở đó thì cũng sẽ có những cái nhận thức cũng như là những định hướng và hành động trong cái thời gian tới để chúng ta triển khai được cái giáo dục STEM trên địa bàn huyện Than Uyên của chúng ta trong cái thời gian tới. Thưa thầy cô, là ngày hôm qua thì với sự giúp đỡ của thầy cô thì chúng em cũng đã nhận được 16 bộ robot để chúng ta triển khai cho cái giáo dục trẻ em của chúng ta trong cái thời gian tới. Thì xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng của thầy cô đã giúp đỡ và gửi tặng cho các em học sinh trên địa bàn huyện Than Uyên. Thì sau đây thì em cũng xin phép là báo cáo sơ lược qua với thầy cô cũng như là các thầy cô trong hội nghị một số cái điểm về giáo dục về Than Uyên cũng như sẽ có một số những cái xin phép là sẽ nhấn mạnh về giáo dục STEM của huyện Than Uyên. Thì báo cáo với thầy cô là đối với huyện Than Uyên thì hiện nay có một đào tạo quản lý là có 35 trường với trên 18.000 học sinh và với đội ngũ cán bộ giáo viên là hơn 1.500 người. Trong cái năm vừa rồi thì thực hiện cái sự sát nhập, chính vì vậy mà trên mỗi địa bàn xã thị trấn là cũng sẽ chỉ có một trường mầm non và một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở. Như vậy Than Uyên có 12 đơn vị hành chính. Thế và có một trong các trường đó thì có một trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Về tình hình đội ngũ thì cơ bản là trẻ khỏe, nhiệt tình và cũng đang thực hiện để đáp ứng được cho cái công cuộc về cái thay đổi chương trình sách giáo khoa của chúng ta trong cái thời gian tới. Về liên quan đến giáo dục STEM thì cũng xin phép được báo cáo với thầy cô ngắn gọn một chút để các thầy cô cũng nắm được và cũng mong là có sự sẻ chia đối với giáo dục Việt Nam Liên. Đối với những nội dung này thì báo cáo với thầy cô là cũng như là được tập huấn thì chúng em cũng chưa được thực hiện nhiều trong cái nội dung này, mới chỉ có hai buổi, một buổi thực hiện theo cái tập huấn của chương trình giáo dục phổ thông 2018, thế và buổi thứ hai là được sự hỗ trợ giúp đỡ của cô giáo Đỗ Thị Quyên đến từ trường mầm non Suối Giàng của Văn Chấn.
và trong cái việc mà chúng ta thực hiện các việc và thì rằng là cái việc lan tỏa và chỉ và truyền truyền thức nhận thức về giáo dục STEM của đối với đội ngũ nhà giáo ở trên địa bàn của huyện cũng chưa được nhiều, và ngay kể cả những người làm công tác chỉ đạo cũng như là công tác chuyên môn ở phòng và chúng em cũng chưa có kiến thức nhiều về cái đối với nội dung giáo dục STEM. Mặc dù là trong cái nhiệm vụ năm học thì cũng đặt ra và sẽ có những tổ chức cái ngày hội ở các trường STEM đối với cấp trường, và dự kiến là cuối tháng 3 này là cũng sẽ có tổ chức cái ngày hội cấp huyện. Tuy nhiên thì do cái điều kiện về dịch bệnh hiện nay thì cũng chưa triển khai được cái nội dung này. Một số những cái hoạt động chủ yếu trong cái thời gian vừa qua chúng em triển khai đó là về cái bài học STEM, nhưng mà nội dung này thì cũng thực hiện là ít. Thực hiện thì vẫn còn là hạn chế, cũng do cái khả năng, cái năng lực về cái thực hiện của đội ngũ cũng như là về cái điều kiện tiếp cận của các em học sinh ở trên địa bàn ở vùng núi mà cũng đang còn rất nhiều khó khăn. Thế chính vì vậy mà tiếp cận đang còn khó. Trang thiết bị để phục vụ cho cái thực hiện nhiệm vụ giáo dục là cũng đang còn rất là khó khăn. Đánh giá một số những cái nguyên nhân chủ yếu mà trong cái thời gian vừa qua mà cái việc là triển khai giáo dục STEM ở trên địa bàn huyện còn hạn chế thì chúng em có thể đánh giá ba cái nét cơ bản như thế này. Một là giáo dục huyện Than Uyên cũng là một trong những cái đơn vị vùng khó khăn, và huyện tỉnh Lai Châu thì cũng là một trong những cái tỉnh mà tỉnh nghèo, gần như là tỉnh nghèo của cả nước. Chính vì vậy mà trong cái năm vừa qua thì cũng đang tập trung cho cái việc là huy động học sinh đến lớp, đến trường, rồi tỷ lệ chuyên cần, rồi từng bước là chúng ta nâng cao chất lượng đại trà. Nên chính vì vậy mà cái việc mà quan tâm sự phối hợp của phụ huynh cũng như là chung tay của cộng đồng đối với lại nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn là cũng chưa được nhiều. Chính vì vậy mà cũng đã có những cái khó khăn ảnh hưởng nhất định đến triển khai giáo dục STEM trong các nhà trường. Cái thứ hai chúng em cũng thấy rất là quan trọng trong cái việc là triển khai giáo dục STEM đó là cái việc hiểu biết của đội ngũ nhà giáo cũng như là sự quan tâm của cộng đồng đến giáo dục STEM là còn rất là hạn chế. Vẫn đang có một cái cảm giác là giáo dục STEM là một cái gì đó nó rất là xa vời với lại cái thực tế hiện tại, và nó gần như là có một cái cảm giác khi nói đến giáo dục STEM là nó sẽ mang nó ảnh hưởng đến cái việc là mất rất nhiều thời gian, tốn kém và không có nhiều cái tác dụng trong thực tiễn, trong đời sống đối với là học sinh cũng như là trong các cái hoạt động giáo dục. Đấy là một trong những cái khó khăn thấy rằng là cái việc mà đem giáo dục STEM triển khai vào trong các nhà trường là chúng em cũng sẽ thấy là đang còn những cái vướng mắc khó khăn nhất định. Sự quan tâm đến giáo dục STEM ở trên địa bàn cũng thưa với thầy cô là cũng phải nói rằng là cũng chưa được nhiều. Mặc dù là nhiệm vụ mà đặt ra đối với ngành có những cái nhiệm vụ trọng tâm như vậy, tuy nhiên thì trong quá trình mà triển khai cũng do là về cái việc là hiểu biết nắm bắt. Chính vì vậy mà cái việc là quan tâm để chúng ta triển khai giáo dục STEM và nâng cao được cái nhận thức và cái ý nghĩa vai trò của giáo dục STEM trong các nhà trường là cũng chưa được nhiều. Dẫn đến là chúng ta cũng có những cái chưa quan tâm thật sự nhiều đến cái việc là chúng ta thúc đẩy cái hoạt động giáo dục STEM trong các nhà trường. Và trên cơ sở những cái thực trạng và những cái nguyên nhân như vậy thì phòng cũng đặt ra một số những cái mong muốn trong cái thời gian tới để có thể thúc đẩy được cái hoạt động giáo dục STEM trong các nhà trường. Đó là rất mong rằng các thầy cũng sẽ giúp cho chúng em, những người nhà giáo đang công tác tại huyện Than Uyên cũng sẽ có những cái nâng cao về hiểu biết về giáo dục STEM phù hợp với lại từng cấp học, để trên cơ sở đó là cũng sẽ có những cái thay đổi về cái nhận thức và hiểu về ý nghĩa của giáo dục STEM đối với lại tương lai của học sinh cũng như là
ý nghĩa của giáo dục STEM áp dụng vào trong thực tiễn đối với đời sống và trong cái hoạt động hàng ngày. Chúng em cũng rất mong muốn rằng sẽ truyền hướng được cái cảm hứng, cái niềm đam mê về giáo dục STEM đến với lại các đội ngũ nhà giáo cũng như là các em học sinh, để trên cơ sở đó là cũng sẽ có những cái thúc đẩy, khơi dậy cái niềm đam mê, hiểu biết và say mê nghiên cứu khoa học đối với là nhà đội ngũ nhà giáo và cũng như là các em học sinh, để có những cái kiến thức vận dụng vào thực tiễn để thực hiện được các cái thúc đẩy về các cái hoạt động trong thời gian tới đối với lại giáo dục của huyện nhà. Chúng em cũng rất mong muốn rằng là nếu được thì trên cơ sở mà các thầy giúp cho chúng em về cái hội thảo để chúng em nâng cao cái kiến thức, cũng như là với sự tài trợ giúp đỡ của các thầy các cô về đặc biệt là 16 cái bộ robot hôm qua là chúng em nhận được, thì chúng em cũng rất mong muốn rằng là các thầy là những người có thể giúp kết nối để tạo ra các sân chơi để cho các thầy cô cũng như là các em học sinh ở không riêng gì đối với huyện Than Uyên mà cũng như là ở những học sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn khác có thể tham gia được vào với những sân chơi này để giúp các em có thể say mê về cái nghiên cứu khoa học cũng như là có những cái sân chơi bổ ích để các em thu hút được các học sinh đến trường trong cái thời gian tới. Thế còn là đối với lại các cái nhiệm vụ của chúng em ở trên này thì chúng em thì cũng luôn tìm hiểu, và đến thời điểm hiện nay thì cái việc là chuẩn bị cho cái triển khai giáo dục STEM vào trong các nhà trường là chúng em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Một số cái nội dung chúng em đã chuẩn bị đó là đã thành lập được cái đội ngũ cốt cán và thiết bị kết nối để chúng ta tham gia vào các cái hoạt động hội thảo cũng như tập huấn để thực hành, và các cái nội dung này hiện nay thì cũng đã sẵn sàng để cho triển khai đối với nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục STEM trong các nhà trường. Trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì cũng báo cáo với thầy cô là phòng kết nối đến tất cả các đồng chí làm cán bộ quản lý, ngoài ra thì các giáo viên khác có thể tham gia được thì đều khuyến khích thầy cô tham gia với cái chương trình hội thảo ngày hôm nay để nâng cao được cái nhận thức cũng như là có thêm chút phần hiểu biết về giáo dục STEM để có thể triển khai được giáo dục STEM trong cái thời gian tới trên địa bàn huyện một cách sâu rộng đến với các em học sinh cũng như các nhà trường. Thưa thầy cô, đấy là một số cái nét chính em xin phép được báo cáo lại với thầy cô để thầy cô cũng nắm được một số những cái nét chính về giáo dục của huyện Than Uyên cũng như là triển khai một số cái nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn huyện của chúng em trong cái thời gian vừa qua và cũng định hướng trong cái thời gian tới. Với tinh thần như vậy thì sau đây chúng em xin được trân trọng kính mời thầy cô cũng sẽ giúp chúng em có những cái chia sẻ và có những cái thông tin thêm để chúng em có thêm những cái phần hiểu biết để về giáo dục STEM để thực hiện được cái thúc đẩy giáo dục STEM tại các nhà trường trong cái thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các thầy cô. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Về chương trình tiếp theo thì chúng em xin ý kiến từ hai thầy Sơn, thầy Đông và cô Nhung ạ. Trong chương trình phát biểu thì có bài phát biểu của thầy Đỗ Hoàng Sơn, Liên minh STEM Việt Nam. Thầy Sơn có ở điểm cầu không ạ? Vâng. Dạ. Xin chào. Vâng. Sau đây chúng em xin được trân trọng kính mời thầy có bài phát biểu đối với chúng em được không ạ? Vâng ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời thầy ạ. Chào. Vâng. Các thầy cô có nghe rõ chưa? Nghe rõ ạ. Vâng ạ. Vâng. Xin chào thầy Hải và kính chào các
thầy cô của huyện Than Uyên. Hôm nay tôi rất là vinh dự thay mặt Liên minh STEM để phát biểu khai mạc trong cái buổi lễ khai mạc cái hội thảo về giáo STEM của huyện Than Uyên. Cũng báo cáo các thầy cô là tôi cũng chưa lên Than Uyên. Đấy, và cũng có gọi là đặt chân tới Lai Châu thông qua đỉnh Phan Xipang ra. Đấy. Thế và bên và đi qua chỗ đèo mà giữa hai tỉnh Lào Cai với cả Lai Châu, nhưng mà đi qua được chỗ đèo đấy thì là sang được đến bến Lai Châu thì hôm đấy nó lại có cái chuyện tắc đường. Thế là chưa có dịp lên Lai Châu một cách chính thức. Hôm nay thì rất vui là được tiếp cận với lại ngành giáo dục và đào tạo của huyện Than Uyên, là huyện gần với thủ đô nhất, đúng không ạ? Thế và Liên minh STEM thì rất là vui mừng khi mà được các thầy cô tin tưởng. Thì cũng báo cáo với các thầy cô là giáo dục STEM thì năm nay thì đã trong năm học này thì đã bắt đầu được trở thành khái niệm chính thức của chương trình giáo dục phổ thông, là đã đưa vào lớp 6 để triển khai. Trong cái điều kiện mà cả nước còn đang có nhiều COVID thì cái việc triển khai giáo STEM nó là cái vấn đề mới đặc biệt khó khăn. Thế buổi tập huấn ngày hôm nay chúng tôi có khuyên và ngành giáo dục đào tạo huyện Than Uyên là tổ chức một cái buổi hội thảo có tính chất là để làm rõ hơn về các cái khái niệm về giáo dục STEM và gây dựng cái cộng đồng giáo dục STEM ở trong ngành giáo dục nó quy mô hơn so với trước, để phục vụ cho cái việc nhiệm vụ của năm học này và cũng như năm học tới. Thế thì Liên minh STEM thì cũng đã tham gia thúc đẩy STEM ở Việt Nam cũng đã tương đối lâu. Như cá nhân tôi thì đã tham gia từ cái việc thúc đẩy giáo dục STEM từ năm 2011, tức là năm nay là đã bước sang năm thứ 12. Tôi cũng giới thiệu là tôi là một trong 16 giám khảo đầu tiên của cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm 2012. Và sau đó thì tôi cũng vinh dự là được ủy nhiệm để làm huấn luyện viên của đội tuyển của Việt Nam đi thi cuộc thi Intel ICEP. Và hồi đó thì sau 4 năm Việt Nam không được giải thì đến năm 2012 thì chúng tôi may mắn là đã làm cho Việt Nam bùng nổ được ngay giải nhất. Và tất nhiên là nó không hoành tráng được như ông Park Hang-seo. Nhưng từ đấy thì cái sự tham gia của Việt Nam vào cuộc thi khoa học kỹ thuật ở Mỹ có tên là Intel ICEP đấy, thì đến nay thì là đã bước sang năm thứ 11 và chúng ta năm nào cũng có giải. Có năm thì được đến 4 giải, và năm vừa rồi thì ngay kể cả đề tài khoa học xã hội và hành vi lần đầu tiên tham dự là Lào Cai, trường chuyên là cũng có giải. Và trong đó thì tôi cũng có vinh dự được góp một vài ý kiến. Đấy là cái STEM đỉnh cao cấp quốc gia và quốc tế, mũi nhọn. Thế còn giáo dục STEM mà có tính chất là mang tính phổ cập như chúng ta đang đề cập đến trong cái cuộc hội thảo ngày hôm nay là chính, thì tôi cũng vinh dự là được đồng hành cùng với lại thầy Đặng Văn Sơn và thầy Đông cùng với anh em ở trong Liên minh STEM là đã bắt đầu cái công việc phổ cập này từ cách đây 8 năm. Và kể từ ngày tiến sĩ Đặng Văn Sơn từ Anh Quốc trở về, thì cũng xin giới thiệu với các thầy cô là có thể thầy Đặng Văn Sơn hôm nay thầy cũng sẽ giới thiệu bản thân mình một chút, nhưng mà chắc là thầy Đặng Văn Sơn là người rất khiêm tốn, tôi cũng nghe thấy thầy giới thiệu nhiều lần rồi thì thầy sẽ giới thiệu chắc là sẽ không đầy đủ thông tin về bản thân mình đó. Thì tôi giới thiệu qua là tiến sĩ Đặng Văn Sơn là giảng viên của Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội và ở trong cái trung tâm nghiên cứu nano và năng lượng. Thầy Sơn là một trong chuyên gia hàng đầu của Việt Nam về vấn đề nano và năng lượng, đã có 40 bài đăng ở trên các tạp chí quốc tế. Chúng ta biết là tiêu chuẩn để phong giáo sư của Việt Nam ấy là hàng năm ấy là chỉ cần có 3 bài là đã được phong giáo sư rồi, 3 bài quốc tế. Thầy Đặng Văn Sơn chúng ta là tuy là năm nay mới có 40 tuổi thôi, nhưng mà thầy đã có 40 bài đăng tạp chí quốc tế với độ khoảng 400 trích dẫn, một nhà khoa học lớn.
Và cái đáng quý là trong 8 năm kể từ lúc về nước đến giờ thì sau khi giảng dạy ở trường Đại học Birmingham thì thầy Sơn đã để tâm tới cái việc là nghiên cứu chương trình giáo dục của Anh Quốc, của Mỹ và nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông đương đại của Việt Nam, hiện nay của Việt Nam và chương trình giáo dục phổ thông mới. Và cùng với rất nhiều thầy cô trong Liên minh STEM và cộng đồng giáo viên thì trong rất nhiều năm qua thầy Đặng Văn Sơn đã làm trưởng ban chuyên môn của Liên minh STEM. Và các thầy cô có thể tìm thấy bài đăng về phỏng vấn thầy Đặng Văn Sơn là trên báo Nhân dân. Tôi có gửi cái đường link cho thầy Hải rồi đấy. Đấy, thì cái bài phỏng vấn là đúng theo tinh thần của trưởng phòng lúc nãy nói là STEM có khó hay không? Trong đó có câu trả lời rất rõ ràng. Các thầy cô có thể nghe giảng hôm nay và có thể đọc, có thể trải nghiệm. Nhưng trên bài báo Nhân dân nói là STEM là thứ nhất là không khó, cái thứ hai là gần gũi, cái thứ ba là chi phí thấp, thứ tư là thực ra STEM chỉ là một vấn đề nhận thức. Và thực ra thì dạy STEM cho học sinh và giáo viên ở vùng núi và vùng cao và nông thôn thì lại có rất nhiều cái thuận lợi. Và trong đó thì đặc biệt là nhóm của Liên minh STEM đứng đầu là thầy Đặng Văn Sơn về mặt chuyên môn đã có một cái cống hiến rất là đáng kể mà tôi nhân tiện cũng chia sẻ với các thầy cô là tháng 7 năm 2017. Lúc đó thì chúng ta đang làm cái dự thảo cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Thì ban đổi mới chương trình lúc đó đứng đầu là giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã mời gồm có 60 người đã mời Liên minh STEM tham dự một cái hội thảo chỉ có hai bên. Là bên Liên minh STEM có 20 người đứng đầu về chuyên môn là tiến sĩ Đặng Văn Sơn. Thì chúng tôi đã góp ý và đóng góp các cái nội dung đã thử nghiệm ở nông thôn và vùng cao về giáo dục STEM mang tính phổ cập cho chương trình giáo dục phổ thông mới trong cả một ngày, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cả ăn trưa ở khách sạn Công Đoàn. Và sau đó thì trên cơ sở đó thì ban soạn thảo chương trình của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết đã mạnh dạn đưa khái niệm giáo dục STEM vào chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cái đó là có đóng góp của thầy Đặng Văn Sơn, thầy Hoàng Văn Đông và rất nhiều các thầy cô khác đã làm trong rất nhiều năm qua. Đấy. Thế thì trong cái phần mà về triển khai về giáo dục STEM liên quan đến công nghệ cao thì tôi cũng giới thiệu là lần này ngày mai thì các thầy cô sẽ bắt đầu được tiếp cận với robot và lập trình robot, sẽ thấy nó vô cùng dễ. Thì ở đây là có cái sự đóng góp rất lớn của thầy Hoàng Văn Đông. Thầy Hoàng Văn Đông thì hiện nay là giảng viên của khoa điện tử viễn thông của Đại học Điện lực. Và thầy Hoàng Văn Đông đã có một cái công ty riêng của mình là chuyên làm về giáo dục STEM về robot là KidCode STEM. Thì KidCode STEM chính là cái đơn vị sản xuất cái hộ 16 cái hộp robot. Thì chúng tôi là những người mua các cái hộp robot đấy để tặng cho các đơn vị mà có cái mong muốn thử nghiệm cái hoạt động về giáo dục STEM. Thì nhân tiện thì tôi cũng giới thiệu qua về thầy Đông, tức là thầy Đông trong vòng 5 năm vừa qua đã cùng với chúng tôi đã cố gắng đưa được giáo dục STEM xuống nông thôn và các vùng nông thôn và lên được các vùng cao. Và với một cái phương án là hiện nay nhà nước thì chưa có ngân sách và nhiệm vụ về cái việc đó thì cũng chưa được đặt ra, đặc biệt là cho các cái khối tiểu học và trung học cơ sở. Nhưng đến nay đã có hàng trăm cái câu lạc bộ robot và do giáo viên của chúng ta tự đứng lớp giảng dạy ở các trường nông thôn và vùng cao. Các thầy cô cũng có thể đọc được các thông tin đấy ở trên mạng và trên các cái bài báo mà chúng tôi có thể gửi cho các thầy cô đấy. Thế mà cái mà các thầy cô được tiếp cận trong cái đợt tập huấn này về robot thì các thầy cô sẽ thấy là nó rất dễ. Và học sinh của Mỹ thì cũng chỉ học như vậy thôi, lập trình kéo thả
và chúng ta đã bằng cái sự quyết tâm của rất nhiều người, chúng ta đã có kéo được cho học sinh của chúng ta và giáo viên của chúng ta tiếp cận. Thì ở đây tôi cũng muốn nói thêm là sở dĩ có cái buổi ngày hôm nay và cái việc tài trợ robot như là thầy Hải lúc nãy đã có nói là 16 hộp robot mà chia cho 8 trường ấy, 4 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở. Thì đây là tôi muốn nói cái chuyện đấy là để các thầy cô hiểu rõ hơn một chút là thế này. Tôi thực sự là cảm động về khi mà thấy thầy Hải gọi điện cho tôi. Tôi thấy trưởng phòng gọi điện cho tôi và lúc mà tôi nói chuyện điện thoại thì tôi cũng chưa biết là thực ra phòng cũng đã học hỏi các cái kinh nghiệm của các cái huyện bạn rồi là bên Lào Cai để có thể là soạn ra một cái chương trình để sẵn sàng đón nhận cái tài trợ. Chúng tôi thì thực ra thì cũng thực ra là lúc đấy tôi cũng chưa biết làm thế nào. Thế nhưng mà vì cái sự nhiệt tình của thầy Hải, thế là nói thật với các thầy cô là tôi đi vay robot để gửi cho Than Uyên ấy. Đấy. Thì tôi nghĩ là bây giờ là cái cơ hội mà của cái học kỳ này chúng ta còn khoảng thời gian rất ít, tại vì Covid nó làm phiền chúng ta quá. Thế nếu như mà trong cái lúc mà coi như Covid nó bắt đầu nó hơi vãn vãn đi và chúng ta có thể tự tin là có thể tiến hành cái hoạt động tập huấn giáo viên được, tổ chức được như thế là cái nỗ lực rất lớn của lãnh đạo phòng giáo dục cũng như là các thầy cô. Thế là chúng tôi đã quyết định là cứ gửi vay tạm robot của bên KidCode. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc đấy và cứ gửi lên để các thầy cô có thể kịp tham gia cái đợt tập huấn cùng với lại huyện Văn Chấn với cả huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái. Thì chúng ta sẽ có một cái cộng đồng ở ngay bên phía tây của dãy Hoàng Liên Sơn để bắt đầu khởi động cái chương trình giáo dục STEM. Và tôi nghĩ rằng là theo như thông tin tôi được biết thì Than Uyên chính là huyện mà có được cái việc mà tập huấn giáo dục STEM ở cái mức quy mô này, và có trong đó có cái việc là tiếp cận với lại vấn đề lập trình robot cho cả tiểu học và trung học cơ sở. Cái việc này rất là quan trọng, tại vì là cái cuộc tập huấn, cái đợt tập huấn hội thảo này của chúng ta sẽ giúp cho tạo ra được nhận thức của các cán bộ quản lý, của các giáo viên chủ chốt, của cộng đồng giáo viên, của cộng đồng xã hội, của bà con, của phụ huynh học sinh và của các doanh nghiệp trên địa bàn. Thì nếu như mà có cái sự chung tay, và tôi tin rằng là lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo cũng như Ủy ban Nhân dân huyện nếu như mà chúng ta có được cái quyết tâm, mà tôi tin rằng là quyết tâm các thầy cô là có rất quyết tâm, và tôi cũng nghĩ rằng là Than Uyên là một huyện có điều kiện kinh tế xã hội rất là tốt để có thể triển khai được cái giáo dục STEM trên toàn huyện. Cái việc này ngày hôm nay sẽ tạo ra một cái thúc đẩy là chúng ta có thể tiến tới là bằng cách này cách khác có thể có nhà tài trợ trong huyện, có thể có nhà tài trợ do chúng tôi giới thiệu ở ngoài huyện rồi vân vân, thì chúng ta có thể phủ kín được tất cả các cả thị trấn và 11 xã, tất cả các trường của 12 đơn vị hành chính ở trong huyện và cả các trường cấp 3 ở trong huyện nữa. Chúng ta tiến hành cái hoạt động giáo dục STEM để thúc đẩy được chuyển đổi số và cái nhiệm vụ chống biến đổi khí hậu mà Thủ tướng Chính phủ cũng như Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có những cái cam kết quốc tế cũng như có những cái chỉ đạo trên cái tinh thần của Đại hội Đảng. Tôi thì hôm nay cũng có một cái niềm tin là ngoài cái việc là được tiếp xúc với các thầy cô trong cái buổi hội thảo này và được nói chuyện cũng khá lâu và khá nhiều lần với đồng chí trưởng phòng, và tôi cũng tìm hiểu trong cái cơ sở dữ liệu ở trên mạng thôi về Than Uyên, thì thấy là đây là một vùng đất rất là tươi đẹp và một trong những vùng mà có cái tư duy về công nghiệp mà và một vùng đất rất là phát triển của tỉnh Lai Châu, kể cả về vị trí địa lý là gần thủ đô hơn này, và ở đây thì có những cái nhà máy thủy điện
rất là lớn, và đấy là những cái niềm tự hào của về khoa học kỹ thuật của Việt Nam, như nhà máy thủy điện Bản Chát, hệ thống thủy điện hai tầng đấy, chúng ta có thể đưa vào trong cái việc mà dạy các học cho các em học sinh các cái bài học liên quan đến thủy điện, về cả lập trình, về cả STEM không cần robot, và những cái vấn đề về vật lý, rồi vấn đề về sinh học, rồi vân vân. Rồi tôi cũng thấy rằng là ở đây có những cái doanh nghiệp nuôi cá, rồi tỷ lệ đồng bào dân tộc Thái là đa số, là chiếm đến độ hơn 70%. Thì ở đây xin phép nói một chút về cái hiểu biết của tôi về dân tộc Thái. Thì ở trong cái bảo tàng như Bảo tàng Dân tộc học và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thì có rất nhiều những cái trưng bày rất nhiều những cái hiện vật và sản phẩm của và văn hóa của người dân tộc Thái, và những cái sản phẩm đấy là có những cái yếu tố về giáo dục STEM rất là tiềm năng. Các thầy cô có thể khai thác các cái đề tài đó, và bản thân là trong cái nền văn minh của người Thái đã có các cái cách dạy hướng nghiệp, các cách truyền đạt công nghiệp và các cách làm ăn ở trong cái văn hóa của người Thái là rất là hay. Và tôi cũng đề nghị là tiến sĩ Đặng Văn Sơn là đồng hành cùng với các thầy cô để tạo ra những cái bài học, và những cái bài học đấy tôi nghĩ rằng nó sẽ trở thành mẫu mực ở trong quốc gia liên quan đến cái đề tài mang tính địa phương. Và tôi nghĩ rằng là thêm một cái yếu tố nữa cũng rất là thú vị, là hôm nay tôi nhìn thấy là trong cái video thì tôi xem thì thấy có Than Uyên có lại là chính là cái nơi mà có cái chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Lai Châu, tức là chúng ta là huyện có cái tinh thần cách mạng là rất là lâu nhất ở trong tỉnh Lai Châu, đúng không ạ? Thế và tôi nghĩ rằng là hôm nay chúng ta cũng đã bắt đầu một cái cuộc cách mạng ở trong ngành giáo dục, là cuộc cách mạng của thời đại chuyển đổi số, cách mạng mà người ta cứ gọi là 4.0. Thì chúng ta cũng không, tôi cũng không thích hô khẩu hiệu, nhưng mà thực ra thì để cho học sinh của chúng ta và giáo viên của chúng ta tiếp cận được và không thể cảm thấy ngại, không cảm thấy sợ cái chuyện là của cái xã hội thời 4.0, thì chúng ta tiến hành triển khai giáo dục STEM, và trong đó có cái nội dung robot. Tôi nhấn mạnh là trong đó có nội dung robot, chứ không robot không phải là bao trùm tất cả các cái vấn đề liên quan STEM. Như thầy Hải cũng đã nói đấy, thì giáo dục STEM của chúng ta là có triển khai theo chương trình giáo dục phổ thông, chúng ta có triển khai theo các nội dung câu lạc bộ, và triển khai một cái nội dung nữa là theo cái kinh liên quan đến nghiên cứu khoa học. Thế và có cái nội dung không có dùng đến robot, như là thầy Đặng Văn Sơn sẽ giúp các thầy cô hiểu rõ cái việc đó, và ngày mai ngày kia thì sẽ có các buổi tập huấn STEM dùng robot để học. Ở đây tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm một cái ý nữa là trong cái thời đại chuyển đổi số này thì cả nước sẽ triển khai theo ba cái nội dung mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ đã có cái chỉ đạo đấy. Tức là gì? Là chúng ta có chính quyền số, chúng ta có xã hội số, và chúng ta có kinh tế số. Thế thì hiện nay là cái nhận muốn cái yêu cầu thì cũng chưa thật là cao lắm, là cái nội dung là làm nào để người dân, học sinh và giáo viên có cái năng lực để tiếp cận với lại các cái nội dung trên thông qua các cái dữ liệu và thông qua các cái trang web. Còn chưa đặt ra cái mục tiêu xóa mù cái việc là lập trình. Ở đây Than Uyên chúng ta hôm nay đã đặt ra cái vấn đề rất lớn, và ngày mai chúng ta triển khai luôn. Và các thầy cô thấy là nó cũng rất dễ thôi. Tức là cái việc mà xóa mù lập trình là một cái nhiệm vụ mà các nước trên thế giới hiện nay đang làm. Và đấy là cái mong ước của, và cái vấn đề nêu ra của anh Nguyễn Mạnh Hùng là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Thì thầy Hùng có nói là một con người hiện đại của thời chuyển đổi số thì cần phải biết ba ngôn ngữ. Ngôn ngữ tối thiểu là chúng ta biết cái ngôn ngữ tiếng Việt, là để chúng ta nói chuyện với giữa người Việt với nhau, đúng không? Thế, và chúng ta vẫn đảm bảo cái bản sắc của các đồng bào các dân tộc, bảo vệ ngôn ngữ của mình.
Thế ngoài ra cái ngôn ngữ nữa mà chúng ta cần thiết là chúng ta cần biết tiếng Anh hoặc là một ngoại ngữ nào đấy nữa để chúng ta nói chuyện với lại bạn bè quốc tế. Đặc biệt là tiếng Anh là cái ngôn ngữ rất là phổ biến khắp nơi. Thế và cái ngôn ngữ rất quan trọng và đặc thù của thời 4.0 là ngôn ngữ của người nói chuyện với máy. Báo cáo với các thầy cô là máy thì nói với người thông qua ngôn ngữ của lập trình. Và trong cái thời đại 4.0 của chúng ta có một cái đặc điểm, và có lẽ là tôi nghĩ là các thầy cô cũng biết rồi, nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh là tại sao có câu chuyện người phải nói chuyện với máy và tại sao chúng ta phải xóa mù lập trình. Là vì theo dự báo thì đến trong vòng 10 năm tới là sẽ có độ khoảng 7 tỷ con robot sống chung với 7 tỷ người. Bây giờ thì ở nhà của rất nhiều người ở Hà Nội cũng như là ở trên các tỉnh ấy là cũng có các cái máy hút bụi là nó dùng trí tuệ nhân tạo. Thế thực ra là những con robot nó cứ tự chạy ở trong nhà đâu, không phải điều khiển được cả. Kể cả nó chạy xong lại chạy về cái chỗ mà coi như là tự nạp điện, những con robot đấy. À, alo, các thầy cô đã nghe rõ không ạ? Vừa rồi có trục trặc kỹ thuật. Alo? Nghe rõ. Các thầy cô nghe được không ạ? Vâng. Nghe được rồi. Vâng. Thế tôi nói tiếp ạ. Tức là trong cái xã hội của chúng ta có 7 tỷ cái robot sống với lại hơn 7 tỷ người. Thì cái việc mà giao tiếp giữa máy với máy và máy với người và người với máy là một cái yếu tố cũng quan trọng, như là mà học với một cái ngoại ngữ của một cái thế giới mà nó hơi đặc biệt, mà chúng ta gọi là chuyển đổi số hay là thời đại 4.0 đấy. Thế cho nên là cái việc mà xóa mù cái lập trình, tiếng Anh nó là coding literacy ấy. Thế thì cái việc xóa mù lập trình đấy là một cái nhiệm vụ mà rất là quan trọng. Thế nhưng mà trong cái chương trình đổi mới giáo dục phổ thông của chúng ta ấy, thì năm học 2022 này thì có một cái môn học gọi là môn khoa học máy tính, nhưng mà đấy nó là môn tự chọn, và để có cái nó lại là một trong hai phần tự chọn của môn tin học, cho nên là cái chúng tôi tính ra là cái xác suất để mà học sinh có thể được tiếp cận với việc học lập trình ở trong trường trung học phổ thông ấy, là chỉ độ khoảng 1-2%. Chính vì thế cho nên là nếu như mà các em không được tiếp cận với việc học lập trình ở bậc tiểu học hay bậc trung học cơ sở thì lên đến cái phần trung học phổ thông ấy, dù có học chuyên sâu cũng chỉ có độ khoảng 1-2%. Tại vì như thế lại nhà trường phải có trang bị robot, lại phải có giáo viên được tập huấn, mà trong cái điều kiện hiện nay thì chúng ta còn đang chưa có được những cái điều kiện đó. Thế cho nên là nếu như mà các thầy cô mà tiến hành triển khai được cái việc đó trong cái điều kiện mà chưa phải là nhiệm vụ của ngành giáo dục, tức là chúng ta rất là tiên phong, chưa phải là nhiệm vụ chuyển đổi số của Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân huyện, tại vì nhiệm vụ chuyển đổi số thì trong đó không có cái việc là xóa mù lập trình đâu. Nhưng mà chúng ta, đây là nhiệm vụ của thời đại. Và chúng ta làm được cái điều đó, chúng ta làm được cái việc rất vĩ đại. Ở xa xôi, ở trên vùng núi Tây của Hoàng Liên Sơn, cách Hà Nội hơn 300 cây số, học sinh của Than Uyên, của đồng bào các dân tộc, được học cái lập trình ngang bằng với lại học sinh của nước Mỹ. Cái công nghệ lập trình kéo thả này là công nghệ của Học viện Công nghệ Massachusetts. Và nước Mỹ thì cũng gặp cái vấn đề là làm nào phải xóa mù lập trình cho toàn bộ học sinh, để coi như có những người tiêu dùng thông minh, để có những cái chuyên gia hàng đầu ở trong tương lai. Thế và cuối cùng thì tôi nói thêm một cái nữa về cái việc, tức là lợi thế của chúng ta, của vùng cao chúng ta trong cái việc là triển khai giáo dục STEM. Thì báo cáo các thầy cô là các cái nước như là Ukraine hiện nay đang đánh nhau đấy, là họ có 70% dân thành thị, và cái việc mà không có cái vùng cao với cả nông thôn đang là cái vấn đề họ có thể bị mất nước, hoặc là họ có thể bị rất là kém trong cái việc phòng thủ vì coi như là nông thôn của họ ít. Thế thì và cái nước Mỹ thì có độ 80% là thành thị, và Singapore thì 100% là thành thị. Thế tại sao tôi nói cái chuyện thành thị, là vì thành thị có một cái nhược điểm là không được
tiếp cận với việc trải nghiệm tự nhiên, đúng như tự nhiên, như là đồng bào các dân tộc của chúng ta ở trên vùng cao. Cái thứ hai là không được tiếp cận với lại cái việc lao động chân tay hàng ngày và không có những cái khó khăn như hàng ngày của chúng ta. Thế và ngoài ra thì nhà ống, nhà chung cư, biệt thự là đã phá vỡ cái không gian cộng đồng mà vốn có ở nông thôn và vùng cao. Thế thì chính vì thế khi mà tiến hành các cái bài học và bài giảng về giáo dục STEM thì họ cố gắng là họ khắc phục được cái nhược điểm của cái dân thành thị, của các cái nước phương Tây. Họ phải đưa vào những cái bài mô tả và trải nghiệm khoa học tự nhiên rất là vất vả. Họ phải làm vườn trường rất là lằng nhằng. Chúng ta không cần những cái việc đó. Họ phải đưa coi như là lao động và những cái mục tiêu lao động, những cái mục tiêu sáng tạo vào trong bài lắp ráp robot, vì họ thiếu những cái kỹ năng lao động về chân tay. Thế thì ở đây tôi muốn nói là ở vùng cao của chúng ta có một người thầy rất tuyệt vời, một người thầy mà coi như là giỏi nhất. Đấy, đó chính là thiên nhiên cùng với cái khó khăn của thiên nhiên thách thức con người. Cái thứ hai là chúng ta có những cái khó khăn mang tính cộng đồng. Thế thì tất cả những cái khó khăn đấy và cái việc mà cái tâm thế luôn luôn phải khắc phục khó khăn đấy chính là những người thầy vĩ đại đã có sẵn ở trong học sinh và giáo viên của vùng cao. Và Liên minh STEM thì cố gắng là giúp đồng hành các thầy cô để khắc phục những cái khó khăn mà mang tính địa lý cũng như là mang tính điều kiện kinh tế xã hội. Nhưng mà các thầy cô cố gắng tin rằng là cái việc mà giáo dục STEM đấy đã được các thầy cô đã có được cái và học sinh đã có những cái tiềm năng rồi. Thế chỉ có những cái vấn đề như là lập trình robot, rồi những cái vấn đề như là phương pháp nghiên cứu, rồi những vấn đề như quy trình thiết kế mà hôm nay thì tiến sĩ Đặng Văn Sơn, rồi ngày mai là thầy Hoàng Văn Đông cập nhật cho các thầy cô nó bài bản cho nó rõ về các cái thế nào là STEM và cái thế nào là gắn với lại đời sống và để chúng ta tự tin chúng ta làm thôi. Còn hôm nay là bằng cái sự nỗ lực của phòng giáo dục, của Liên minh STEM cũng như của các thầy cô là việc chúng ta tạo dựng một cái cộng đồng giáo dục STEM tương đối là quy mô và trên diện rộng của toàn ngành giáo dục và lại có những cái đào tạo chiều sâu và cái việc kết nối với lại cái cộng đồng Liên minh STEM của các đơn vị bạn ở liên tỉnh rồi là kết nối với lại các thầy cô trong Liên minh STEM nữa, thì chúng ta đã làm được cái việc rất quan trọng là việc kết nối cộng đồng. Và chính cái cộng đồng đấy sẽ là cái người thầy của cho tất cả chúng ta. Và tôi cũng xin nói là bản thân các thầy cô và các chuyên gia trong Liên minh STEM và các đơn vị bạn cũng sẽ có rất nhiều cái để học hỏi từ cái kinh nghiệm và sáng tạo của Than Uyên. Tôi thì cũng đã phát biểu như thế là cũng khá là lâu và cũng khá là nhiều liên quan nhiều vấn đề. Xin phép cho tôi dừng lời đây và chúc hội thảo của chúng ta thành công. Chúc cái đợt tập huấn này của chúng ta đạt được nhiều cái hiệu quả mong muốn và chúng ta Than Uyên của chúng ta sẽ là đơn vị là tạo ra được cái mô hình những cái kinh nghiệm rất là quý báu cho thúc đẩy STEM cho Lai Châu cũng như cho cả nước. Và cái việc mà học sinh của Than Uyên chúng ta được học lập trình như thế này cũng sẽ góp phần tạo động lực cho rất nhiều học sinh ở thủ đô cũng như là phụ huynh học sinh ở thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh là cảm thấy giật mình là tại sao con em đồng bào các dân tộc ở Than Uyên đã được xóa mù lập trình mà ở thủ đô vẫn đang mù, đa số là mù. Báo cáo các thầy cô là như vậy, ở thủ đô 95% vẫn đang mù lập trình. Chỉ có các cháu nào có bố mẹ cho đi học câu lạc bộ với cả cho đi học ở ngoài thôi thì mới được học lập trình, còn nói chung là chưa có cái gì ở trong chương trình giáo dục phổ thông chính thức cả. Các một số trường tư thục cũng có triển khai. Hà Nội thì căn bản là có đến 10 triệu dân cho nên là cả trường công cả trường tư, cho nên là cái vấn đề của Hà Nội cũng khó. Và cái đấy là Lai Châu làm cái việc như hôm nay ở Than Uyên với cả cùng với Văn Chấn, Mù Căng Chải, đó là chung tay giúp Hà Nội, giúp thủ đô.
Chắc là đường truyền của anh Sơn có vấn đề gì đó. Nhờ các thầy cô có thể chia sẻ giúp tôi quyền chia sẻ màn hình không ạ? Dạ, được rồi thầy ạ. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Đó vẫn chưa được ạ. Trong cái phần security trong bảo mật đấy ạ, thầy tắt bỏ cái chức năng. Hoặc là thầy để mình làm co-host, đồng chủ trì thì nó sẽ tự động chia sẻ được ạ. Có hai cách ạ. Rồi ạ, vâng, cảm ơn thầy. Vâng, chắc là phần của anh Sơn tôi nghĩ là cũng kết thúc rồi, cho nên là tôi xin phép được bắt đầu luôn cái phần của tôi để tiết kiệm thời gian cho các thầy cô, vì là thời gian của chúng ta rất là ngắn và có rất nhiều những cái báo cáo đằng sau nữa. Rất là vui mừng được gặp gỡ các thầy cô ở huyện Than Uyên. Thực ra thì câu chuyện nó cũng bắt đầu từ rất nhiều cái mối quan hệ và sự giới thiệu, cho nên là nó đến chỉ thông qua những cái cuộc điện thoại với thầy Hải cũng như là các thầy cô. Chúng ta cũng chưa có dịp được gặp nhau. Tuy nhiên là xin là cảm ơn tất cả các thầy cô ở phòng giáo dục huyện Than Uyên, thầy Hải và các thầy cô khác. Thế thì với cái sự tin tưởng và đội ngũ của chúng tôi, cũng như là dám để cho chúng tôi tập huấn các thầy cô, ít nhất là khi mà các thầy cô còn chưa gặp chúng tôi và chưa biết chúng tôi là ai, nên điều đó nó các thầy cô rất là nhiệt tình và tâm huyết với giáo dục, mong muốn có được những cái trải nghiệm với giáo dục. Thì tôi xin phép nói ngắn gọn cái phần của tôi ngày hôm nay để thêm cái động lực, cũng như là đặc biệt là để chúng ta định rõ giáo dục STEM mà chúng ta sẽ triển khai là giáo dục STEM như thế nào và cái kế hoạch để triển khai như thế nào. Đó là cái điều quan trọng trong khoảng 30 phút tôi trình bày bài của tôi. Bây giờ là 9 giờ kém 10. Các thầy cô khác ạ, xin phép được bắt đầu luôn bài của tôi. Cái phần của tôi thì tôi rất là vui mừng khi nghe là chúng tôi tập huấn thông qua cái chương trình giáo dục phổ thông mới. Vậy những khái niệm cơ bản tôi sẽ xin phép không được đi qua nữa. Ví dụ như là khái niệm về giáo dục STEM là gì và một số cái nhận định về giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới thì tôi sẽ không đi đến nữa, mà tôi sẽ đi đến một số vấn đề mà có thể là gây nhầm lẫn cho các thầy cô. Tôi thì hiện nay đang là nghiên cứu viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tôi là Đặng Văn Sơn. Thì cái việc đến với giáo dục STEM thì bắt đầu từ năm 2014 khi mà tôi bắt đầu quay trở lại Việt Nam sau một cái thời khoảng 10 năm làm việc ở nước ngoài. Thế thì câu chuyện nó cũng chỉ bắt đầu từ cái việc là làm sao để tạo ra cái môi trường cho chính con tôi trải nghiệm thôi. Thì đấy là cái câu chuyện bắt đầu từ 2014, làm sao để tạo ra cái môi trường cho học sinh nhỏ ở Việt Nam được có cái môi trường trải nghiệm. Chính vì vậy tôi có thành lập một cái gọi là Học viện Sáng tạo S3, nơi mà gần như là đầu tiên tại Việt Nam triển khai các hoạt động giáo dục STEM, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề về khoa học, kỹ thuật. Thế thì từ 2014 đến giờ, lúc đấy cái chương trình giáo dục phổ thông mới thì còn chưa bắt đầu. Đó. Và từ đó đến nay thì giáo dục STEM bắt đầu len lỏi vào khắp các ngõ ngách của giáo dục Việt Nam, đặc biệt là trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên nó cũng không phải là cái gì đấy nó quá mới mẻ đối với thầy cô đâu. Nói là giáo dục STEM thì nó như là một cái ngôn vì nó ngôn ngữ nước ngoài cho nên nghe có vẻ nó mới mẻ. Tuy nhiên là thực ra nó cũng không quá mới mẻ đối với các thầy cô đâu. Có điều là cái cách tiếp cận như thế nào đó để nó dễ dàng đối với các thầy cô và nó không quá gọi là hàn lâm quá đối với các thầy cô thôi. Đó. Thế thì
Giáo dục STEM, cái bản thân cái chữ STEM thì nó chỉ là khoa học kỹ thuật công nghệ và toán thôi các thầy cô nhé. Nó có một số khái niệm mà chúng ta sẽ phải làm rõ. STEM và giáo dục STEM là hai cái khái niệm khác nhau. Các thầy cô lưu ý là đối với ngành giáo dục của mình thì mình dùng cái thuật ngữ là giáo dục STEM. Còn cái thuật ngữ STEM thì đơn giản nó chỉ là khoa học kỹ thuật và toán thôi. Nó là các lĩnh vực. Đó. Còn giáo dục STEM nó mới là cái định nghĩa trong giáo dục phổ thông của chúng ta, đó là phải sử dụng một cái cụm từ đầy đủ, đó là giáo dục STEM, đúng không ạ? Đó, thế thì tôi nói đơn giản như thế này thôi ạ. Tại sao cái giáo dục STEM nó được ra đời? Với đơn giản là gì ạ? Cái tình hình học các môn khoa học, kỹ thuật, công nghệ và đặc biệt là môn toán ở các nước phát triển cực kỳ vất vả. Bởi vì là các thầy cô tưởng tượng là cái việc mà tính toán tính nhẩm với cả làm các cái phép tính ấy, đối với học sinh, đặc biệt là học sinh Mỹ và học sinh Anh là vô cùng khó khăn. Không có cái máy tính thì các bạn ấy không bao giờ có thể tính được giống như học sinh Việt Nam đâu. Đấy là một trong những cái điểm khác biệt trong dạy toán học của Việt Nam và nước ngoài. Chính vì vậy mà cái việc mà học các môn khoa học tự nhiên, môn toán đối với học sinh nước ngoài làm cái gì đấy nó rất là khó khăn. Mặc dù là điều kiện cơ sở vật chất của họ rất là tốt. Đó, thế thì chính vì cái việc là có rất ít học sinh tham gia học các cái môn học khoa học tự nhiên, bởi vì lên các cấp học cao thì cái việc mà chọn lựa các môn khoa học tự nhiên hay là môn STEM ấy thì là được phép, học sinh được phép lựa chọn. Thế cho nên là việc học sinh rời bỏ các môn này trong cái thời gian khi mà lớn lên đấy là điều nó rất là nhiều. Chính vì vậy làm sao để học sinh giữ được cái mối quan tâm đối với các môn học STEM thì chính phủ các nước, đặc biệt là nước Mỹ, đã đề ra những cái chính sách liên quan đến giáo dục STEM để làm sao thu hút được người học. Nói đơn giản về mặt đơn giản nó là thu hút được người học, thế thôi ạ. Thế ở Việt Nam mình thì cái sự lựa chọn nó không được nhiều, đặc biệt là trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 bây giờ thì khối trung học phổ thông bắt đầu được lựa chọn các môn học. Chính vì vậy mà cũng sẽ đặt ra một cái yêu cầu là liệu học sinh có lựa chọn các môn khoa học tự nhiên, tin học, toán học nhiều hay không, thì đây là một vấn đề của ngành giáo dục Việt Nam trong thời gian sắp tới. Nó có thể nó sẽ đi theo quỹ đạo của nước ngoài, đó là học sinh sẽ rời bỏ các môn tèm rất là nhiều mà đi theo các môn nó dễ hơn, ví dụ như là các môn về xã hội. Đặc biệt thì trong cái thời gian gần đây các thầy cô thấy là thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy thì cái khối ngành khoa học xã hội, cái tổ hợp khoa học xã hội nó chiếm khoảng 65% số học sinh lựa chọn. 65% ạ, 65%. Như vậy rõ ràng là gì ạ? Cái tỷ lệ chọn cái tổ hợp khoa học tự nhiên bây giờ nó chỉ còn khoảng hơn 30% thôi, khoảng 34% thôi. Còn lại mấy phần trăm nữa thì nó là các bạn ấy chọn cả hai tổ hợp. Đó. Thế thì đấy là một vấn đề mà giáo dục Việt Nam cũng sẽ phải đương đầu với nó trong thời gian sắp tới. Vậy làm thế nào để thu hút học sinh học các môn khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ và toán, tức là các môn STEM đấy ạ. Tôi nói ví dụ như thế này thôi ạ. Chúng ta thường hay hàn lâm quá các cái kiến thức của chúng ta mà ít gắn kết với cuộc sống. Ví dụ như học về nhiệt độ, học về sự đông đặc, học về sự nóng chảy thì chúng ta chỉ cần gì ạ? Lấy ví dụ minh họa về cái kem này thôi ạ. Thì các thầy cô có thấy là trong cái que kem này chúng ta có rất nhiều những kiến thức ở trong này. Tôi nói ví dụ như là nhiệt độ đông đặc chẳng hạn, thì thông thường chúng ta dạy nhiệt độ đông đặc thì chúng ta chỉ nói với học sinh thôi, nhưng ít khi mà chúng ta mang những cái ví dụ này ra cho học sinh. Rồi là toán học chẳng hạn, về mặt toán học chẳng hạn, thế thì tại sao cái kem nó lại là cái hình này, tại sao nó lại là cái hình này mà không phải là những cái hình khác, ví dụ như là hình này hay là một cái hình như thế này chẳng hạn. Như vậy thì tất cả những cái vấn đề đấy là những vấn đề mà chúng ta có thể mang vào để dạy cho học sinh được. Giáo dục STEM nó cũng khá là đơn giản thôi. Tôi nói ví dụ như thế này ạ. Đây, đối với bức hình này, các thầy cô thử xem ạ. Theo các thầy cô, khi mà chúng ta dạy ở trong chương trình lớp 7 chẳng hạn, thì theo các thầy cô, đằng trước hay đằng sau của cái gánh hàng này nặng hơn ạ? Các thầy cô có thể cho tôi comment ạ. Đằng trước hay đằng sau nặng hơn ạ? Đằng trước hay đằng sau ạ? Đằng sau một, trước, đằng sau. Cô Thuận cho rằng đằng trước, thầy Hải cho rằng đằng trước, các thầy cô khác ạ. Vâng.
Vâng, cảm ơn các thầy cô. Đối với các khu vực nông thôn thì các thầy cô đều gần như trả lời rất là chính xác cái phần này là phần đằng trước. Bởi vì rất nhiều các thầy cô đã có cái trải nghiệm này rồi, tức là đã trực tiếp tham gia cái trải nghiệm này rồi, được gánh nó rồi. Nhưng mà tôi xin tiết lộ với các thầy cô là đối với các thầy cô ở khu vực thành phố ấy, thì 70% là trả lời sai. 70% là trả lời sai cái câu hỏi này. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các thầy cô chưa được trải nghiệm nó, mặc dù là đã được học rồi, về nguyên tắc đòn bẩy rồi, nhưng mà 70% các thầy cô ở khu vực Hà Nội là vẫn trả lời sai cái câu hỏi này. Như vậy các thầy cô sẽ thấy là gì ạ? Khi mà giáo dục chúng ta gắn với thực tiễn thì sẽ giúp học sinh ghi nhớ được kiến thức rất là lâu, cũng như là có được những cái trải nghiệm. Cái điều này thì rất là khó để mà trải nghiệm ở khu vực thành phố. Đấy là lý do mà tại sao ban đầu thầy Sơn có nói là cái việc mà chúng ta ở cái khu vực nông thôn cũng là một trong những cái lợi thế khi mà triển khai giáo dục STEM, bởi vì không phải tất cả học sinh thành phố đều có thể có được những cái trải nghiệm với thiên nhiên giống như ở các khu vực khác. Và vì vậy chúng ta hãy biến những cái lợi thế này thành hành động để mà chúng ta có thể bắt kịp với giáo dục. Bởi vì giáo dục bây giờ nó khác so với trước đây mà chúng ta đã trải nghiệm. Bởi vì rõ ràng là bây giờ cái việc thi cử mọi thứ nó đều đang rất là đơn giản hơn rất nhiều so với ngày xưa. Thế thì bây giờ các thầy cô sẽ thấy là gì? Cái yêu cầu gắn với thực tiễn nó phải được đặt ra hàng đầu. Hay là đối với bát canh cua này, nếu như mà một lúc nào đấy các thầy cô mà nấu canh cua mà các thầy cô quên không cho muối thì chúng ta sẽ được một cái dung dịch, một cái bát canh cua mà nó sẽ không có những cái ngạch cua như thế này đâu ạ. Nếu như chúng ta quên không cho muối thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những cái ngạch cua này, mà nó sẽ lòng vòng những cái miếng nó nhỏ hơn. Vậy theo các thầy cô, vai trò của muối ở đây là gì ạ? Vai trò của muối ở đây là gì trong bát canh cua này? Các thầy cô, và cái hiện tượng này tương ứng với hiện tượng gì ở trong môn sinh học lớp 9 ạ, hoặc là môn hóa học ạ? Nó không phải là kết tủa này ạ. Kết tủa thì nó tạo ra một cái chất khác rồi, tức là hai phản ứng với nhau tạo ra một cái chất nó kết tủa lại, và kết tủa thì thường nó đọng ở dưới. Và cái hiện tượng này người ta không gọi là hiện tượng kết tủa. Và một cái thuật ngữ ở trong môn sinh học hoặc là trong môn hóa học hữu cơ sẽ dùng một cái thuật ngữ khác ạ. Có thầy cô nào biết không ạ? Các thầy cô có thể comment được không ạ? Ngưng tụ, vâng, gần đúng cái khái niệm ngưng tụ là sự dạng, không phải là ngưng tụ ạ. Thực ra ngưng tụ nó cũng gần nghĩa ấy thôi. Trong môn sinh học hoặc là môn hóa cơ đấy ạ. Những cái nổi này nên là những cái gì ạ? Trước hết nó là cái gì đã ạ? Là protein. Những cái phần này ạ. Đúng rồi ạ, nó là protein ạ. Cảm ơn cô giáo ạ. Hiện tượng đông tụ protein ạ. Đúng rồi ạ, vâng ạ. Nó là hiện tượng đông tụ của protein, đúng không ạ? Vậy thì nó là đông tụ. Rất nhiều các thầy cô bị nhầm khái niệm kết tủa. Đây là đông tụ ạ. Tức là nó không thay đổi về mặt bản chất. Nó vẫn là protein, nhưng nó chỉ tụ lại với nhau thôi. Trước đây nó rời nhau ra. Giống như là chúng ta ngồi trong lớp học ấy, 50 học sinh ngồi mỗi bạn một góc. Còn bây giờ thì là dồn lại với nhau, đúng không ạ? Đấy thì gọi là đông tụ, tụ lại với nhau. Thì đây cũng là một cái hiện tượng rất là bình thường, chứ không có vấn đề gì cả. Vậy thì câu chuyện tương tự nó sẽ xảy ra như thế này. Nếu như chẳng may tôi để rơi mấy giọt chanh hay là mấy giọt nước cam vào trong một cốc sữa, thì các thầy cô sẽ thấy hiện tượng nó tương tự. Nếu như tôi bị rơi mấy hạt chanh, mấy giọt chanh hoặc là mấy giọt cam, nước cam vào trong sữa ấy, thì nó cũng tương tự xảy ra là gì ạ? Chúng ta thấy là gì ạ? Các protein nó sẽ tụ lại, nó nổi lên hoặc nó lờn vờn ở trong sữa. Nếu như mà người bình thường nhìn thấy thì cảm thấy nó rất là ghê sợ, không dám uống. Nhưng mà nếu như chúng ta biết rằng đấy là một hiện tượng quá bình thường và cái đấy nó không thay đổi về mặt bản chất, nó vẫn là sữa. Các protein nó chỉ tụ lại với nhau vì gặp một cái môi trường là môi trường acid thôi. Thế cho nên là chúng ta vẫn có thể uống được nó, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đối với những người mà không được học, tức là không có kiến thức, thì cho rằng đấy là một cái gì đấy nó bị hỏng, có thể vứt nó đi chẳng hạn như vậy. Thì đấy, những cái thứ mà nó gắn với cuộc sống thì đấy chính là những cái trải nghiệm STEM rất là quý giá mà
có lẽ là chúng ta sẽ không có được. Vậy thì đối với giáo dục STEM thì chúng ta sẽ triển khai dạy học các môn học liên quan đến khoa học, liên quan đến công nghệ, liên quan đến toán, liên quan đến kỹ thuật thì được gọi là giáo dục STEM. Thì đối với môn khoa học thì ở trong chương trình tiểu học ạ, chúng ta có môn gì ạ? Chúng ta có môn tự nhiên và xã hội, ở môn khoa học lớp 3, lớp 4, à lớp 4, lớp 5 đúng không ạ? Đối với cấp trung học cơ sở thì chúng ta có môn khoa học tự nhiên, học tự nhiên trong chương trình mới, hoặc là lý hóa sinh. Trước đây là lý hóa sinh đúng không ạ? Môn công nghệ thì trong chương trình giáo dục phổ thông mới nó sẽ bắt đầu từ lớp 3. Môn công nghệ trước đây thì lớp 6 chúng ta mới có, nhưng môn công nghệ thì bây giờ bắt đầu có từ lớp 3. Môn toán thì chúng ta có từ lớp 1 đến lớp 12 đúng không ạ? Môn kỹ thuật ở Việt Nam chúng ta không có môn này, không có môn này trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhưng môn công nghệ và môn kỹ thuật ở Việt Nam nó là một, nó là một môn, nó là một môn, bởi vì rất nhiều nội dung công nghệ nó trùng với nội dung kỹ thuật, và hai môn này ở Việt Nam như vậy trong chương trình giáo dục phổ thông mới nó sẽ bắt đầu từ lớp 3. Nó bắt đầu từ lớp 3. Như vậy các thầy cô thấy là như vậy, dạy học STEM tức là chúng ta dạy các môn này, các môn này. Vậy thì bây giờ chúng ta có đang dạy học STEM không? Chúng ta có đang dạy các môn STEM không? Tôi xin lỗi, các môn. Bây giờ chúng ta có khái niệm là môn học STEM ạ. Như vậy, môn học STEM thành phần đó là các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Vậy chúng ta có đang dạy các môn STEM không ạ? Các thầy cô, các bạn có không ạ? Có hay không ạ? Dạ vâng, có. Như vậy các thầy cô không có gì phải ngại ngần khi nói rằng chúng tôi đang dạy các môn học STEM thành phần. Đúng không ạ? Chúng tôi đang dạy các môn STEM. Rồi, cảm ơn các thầy cô. Vậy thì không có gì phải bàn cãi nữa là chúng ta đang dạy các môn STEM. Chúng ta đang dạy các môn STEM. Thế nhưng mà bây giờ nó lại nảy sinh ra một cái vấn đề như thế này ạ. Đối với các môn xã hội, điều gì xảy ra đối với các môn xã hội? Điều gì xảy ra đối với các môn xã hội? Hiện nay có nhiều nhóm, đặc biệt là các nhóm ở khu vực miền Nam, các thầy cô cho rằng dạy lịch sử, dạy tiếng Việt, dạy tiếng Anh có thể dạy STEM được. Cũng có thể dạy STEM được. Quan điểm của các thầy cô về vấn đề này như thế nào ạ? Theo các thầy cô ạ, dạy các môn xã hội cũng là dạy, cũng có thể dạy STEM. Lịch sử, tiếng Anh, địa lý. Vậy thì theo các thầy cô, quan điểm của các thầy cô về vấn đề này như thế nào? Các thầy cô có thể cho tôi một số ý kiến được không ạ? Trên ô chat ạ. Dạ, một số thầy cô có thể cho tôi xin một vài ý kiến ở trên ô chat được không ạ? Quan điểm của các thầy cô ạ. Vâng ạ, có hai ý kiến rồi ạ, của cô Quyên và của một số thầy cô ở phòng giáo dục. Thế thì như thế này các thầy cô ạ, rõ ràng là trong định nghĩa về chữ STEM chúng ta chưa nói gì đến cái khái niệm liên môn vội ạ. Thế thì trong cái bản thân của cái chữ STEM, chúng ta không thấy sự xuất hiện của các môn xã hội, không thấy sự xuất hiện ở môn xã hội. Vì vậy, đối với giáo dục STEM, thì chúng ta chỉ có sự tích, một chút nữa tôi sẽ nói về tích hợp, nhưng mà chúng ta chỉ có các môn về tự nhiên. Chúng ta không có các môn về xã hội. Như vậy, các môn về xã hội nó sẽ không có có ở trong cái chữ STEM này. Một chút nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp theo về lý do tại sao và chúng ta nên gọi cái môn xã hội là gì, và các thầy cô cũng đã đưa ra được một số ý hay rồi ạ. Đó chính là cái sự tích hợp.
đó là chính là sự tích hợp. Thế thì tôi xin phép được đi tiếp theo ở cái slide tiếp theo như này ạ. Đó là gì ạ? Trong những năm gần đây thì người ta đưa ra thêm được một số những cái khái niệm nó mới hơn, giáo dục STEM. Và bây giờ thì bắt đầu có cái sự tích hợp sâu hơn giữa tự nhiên và xã hội. Và đó chính là, đó là khái niệm về giáo dục STEAM. Các thầy cô ạ, đó là chữ STEAM. Chữ STEAM. STEAM ở đây thì nó có thêm một cái yếu tố là chữ A. Chữ A ở đây ạ. Chữ A ở đây, theo đúng nguyên nghĩa tiếng Anh, nó là nghệ thuật. Thế nhưng mà cái nghệ thuật ở đây được hiểu bản chất là các vấn đề về xã hội. Các vấn đề về xã hội. Như vậy, tích hợp giữa tự nhiên và xã hội thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm mới hơn. Đó là khái niệm về STEAM. Đó là khái niệm về STEAM. Đó là khái niệm về STEAM. Đúng không ạ? Đó. Thế thì khi mà nói đến STEAM thì chắc chắn là bản thân nó sẽ có cái yếu tố tích hợp về mặt xã hội ở trong đó. Vậy thì cái mục đích của giáo dục STEM là gì trong trong cái việc mà triển khai giáo dục STEM? Đó chính là việc là gì ạ? Tôi nghĩ là cái việc đầu tiên quan trọng đó chính là tăng cái hứng thú học tập cho học sinh. Điều này chúng ta sẽ gặp, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ giảm dần theo năm tháng, bởi vì là cái hứng thú học tập của học sinh đối với các môn học STEM nó thay đổi, nó giảm đi rất là nhiều trong thời gian gần đây. Tăng tính trải nghiệm và thực hành. Cái điều này giáo dục Việt Nam cực kỳ cần, bởi vì sao ạ? Chúng ta chỉ dạy trên sách là chính, chứ rất là ít khi mà dạy những cái trải nghiệm. Vì vậy, cái tăng cái trải nghiệm và thực hành tôi nghĩ là một trong những cái yếu tố quan trọng tại Việt Nam hiện nay mà chúng ta cần phải lưu ý đến khi mà dạy về giáo dục STEM. Gắn kết lý thuyết với thực tiễn, đây là cũng những cái yêu cầu quan trọng. Và sử dụng các kiến thức và kỹ năng STEM trong thực tiễn, đấy cũng là một trong những vấn đề. Tức là gì ạ? Học sinh học đến lớp 9 là đã học hết cái phần điện rồi. Nhưng mà bây giờ bảo học sinh giải thích về cái nguyên lý hoạt động của cái mạch điện cầu thang ấy, tôi tin chắc rằng rất nhiều học sinh lớp 9 không giải thích được. Mặc dù chỉ là một mạch điện đơn giản thôi. Làm sao để tạo ra được một cái mạch điện cầu thang, tức là gì ạ? Chúng ta có thể ở dưới chúng ta cũng có thể bật lên thì chúng ta tắt, hoặc là ngược lại nó vẫn hoạt động được. Thông thường chúng ta chỉ có một công tắc, nhưng bây giờ cầu thang nó có hai công tắc thì làm thế nào? Đó. Thế thì đấy là những cái vấn đề mà kết nối thực tiễn với lý thuyết ở trong sách. Và mục tiêu cuối cùng là gì? Đặc biệt là trong chương trình giáo dục phổ thông đã đề cập, đó là phát triển năng lực người học. Đấy là cuối cùng là chúng ta ra được phát triển năng lực. Vậy thì cái hiểu về giáo dục STEM hiện nay ở Việt Nam là gì? Và từ cái hiểu đó chúng ta sẽ áp dụng như thế nào? Trong chương trình giáo dục phổ thông mới ở trang 37, các thầy cô sẽ thấy là gì ạ? Định nghĩa giáo dục STEM là một mô hình và một cách tiếp cận liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đó, giải quyết các vấn đề thực tiễn. Thì đây là cách hiểu về giáo dục STEM Việt Nam. Như vậy, giáo dục STEM không phải là một phương pháp dạy học, các thầy cô nhé. Nó không phải là phương pháp dạy học, mà nó là mô hình áp dụng dựa trên cách tiếp cận liên môn. Như vậy, chúng ta dạy các môn STEM đơn môn như hiện nay thì là chúng ta đang dạy các môn học STEM, nhưng chúng ta chưa dạy các môn dạy giáo dục STEM tích hợp liên môn. Đó, tích hợp liên môn. Thì cái này chúng ta phải lưu ý là chúng ta chưa triển khai giáo dục STEM tích hợp. Tương tự như vậy, trong các môn thành phần như toán, khoa học, kỹ thuật thì các thầy cô đều thấy là có những cái định nghĩa về giáo dục STEM. Ở cái phần cuối cùng, các thầy cô đọc ở trong chương trình giáo dục phổ thông mới thì sẽ có cái này, tôi tin chắc là các thầy cô đã được tập huấn rồi. Và tại Việt Nam hiện nay thì chúng ta đang có một cái công văn quan trọng hướng dẫn về triển khai giáo dục STEM, đó là công văn 3089 của Bộ Giáo dục, và từ đó có các công văn tiếp theo của các sở giáo dục. Vì thời gian không nhiều nên là tôi sẽ không đi chi tiết vào những cái công văn này nữa. Đối với các nước thì cái định nghĩa về giáo dục STEM nó cũng tương tự thôi ạ, nó không có gì quá khác biệt đâu. Nó là thực tiễn, các thầy cô thấy ví dụ như là ở Mỹ thì đó chính là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống. Đây là Mỹ ạ, đây là Anh ạ. Ở Anh thì cũng thế thôi, các vấn đề thực tiễn. Thì các thầy cô thấy là gì ạ? Cái định nghĩa của giáo dục STEM bao giờ nó cũng gắn với thực tiễn. Vậy thì nếu như chúng ta có những cái hoạt động thực tiễn thì đó là triển khai giáo dục STEM rồi. Vậy thì một cái định nghĩa về giáo dục STEM đầy đủ hơn, nó được tiếp cận theo cái cách như thế này. Đó là cách tiếp cận liên môn. Là cách tiếp cận liên môn, các thầy cô lưu ý là cách tiếp cận liên môn gắn với thực tiễn.
và trong một cái bối cảnh cụ thể để mà có thể ứng dụng được STEM trong thực tiễn. Cái này thực ra là trong thực tiễn thôi. Thì đấy được gọi là giáo dục STEM một cách đầy đủ nhất. Thế thì hiện nay nó có một số những cái cách hiểu sai về giáo dục STEM. Ở đây thì tôi xin phép được chia sẻ với các thầy cô cái video này. Ở màn hình chúng tôi cũng đã có một vài những ý kiến mà có thể coi là các thầy cô có nghe được tiếng không ạ? Chính xác về STEM. Đầu tiên, giáo dục STEM chỉ dạy lập trình và lắp ráp robot. Đúng rồi. Các anh có giải thích như nào về điều này? Sai rồi. Sai vì STEM. Mong muốn là đào tạo khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học. Robot chỉ là một hình thức thể hiện. Chúng ta có thể sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu siêu thị hoặc là rất nhiều cái vật liệu khác là để có thể dạy STEM. Chính xác. Vậy thì học sinh có thể mất nền tảng giáo dục xã hội và nhân văn hay không khi mà học theo phương pháp dạy STEM? Thế thì câu này thì nó lại liên quan đến việc là chúng ta định nghĩa STEM là gì. Rõ ràng là nó chỉ có khoa học kỹ thuật công nghệ và toán. Tuy nhiên là trong thời gian gần đây thì có thêm chữ A, tức là art, để biến thành một chương trình là STEM. Thế thì art đấy, là STEM thì cái art ở đấy chính là cái phần liên quan đến xã hội nhân văn, chứ không phải là chỉ có mỗi là hội họa thôi, mà nó là chính là khoa học xã hội nhân văn, tức là tạo ra một cái chương trình có tính cân bằng giữa tự nhiên và xã hội. Và rõ ràng là khi mà có thêm art là gì, chúng ta hoàn toàn có thể đi theo cái hướng đó đúng không ạ? Học kiểu STEM tốn kém lắm, có thể có con số hay là có một cái gì đấy cho mọi người yên tâm đúng không ạ? Như tôi nói ban đầu ấy, STEM là gì? Chúng ta học từ tự nhiên, học từ cuộc sống. Thì rõ ràng là đối với cuộc sống đang diễn ra thì rõ ràng là chúng ta sử dụng những nguyên vật liệu của cuộc sống. Ngoài trừ tất nhiên là ví dụ như phần robot thầy đồng vừa nói thì đó là các trường cần phải trang bị thêm. Thì cái đấy nó là phần mới. Tuy nhiên là những cái cách học cũ ví dụ như về các môn khoa học và toán thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn nên tận dụng những cái vật liệu xung quanh cuộc sống, vật liệu tái chế, vật liệu nguồn từ siêu thị. Ngay như cái tưởng chừng là rất tốn kém như là robot chẳng hạn. Thì thực ra chúng ta có một cái giải pháp rất hay là dựa trên nền tảng mở. Có nghĩa là dùng những nền thế giới chia sẻ lẫn nhau. Đó, thì chúng tôi đã có cái giải pháp như thế và robot hoàn toàn không tốn kém. Cơ bản là chúng ta có thể làm chủ được công nghệ và áp dụng nó một cách hiệu quả thì cái chi phí chúng ta sẽ tạo ra cái công nghệ vào. STEM chỉ dành cho học sinh cấp 2, cấp 3. Thực ra thực tế triển khai thì học sinh cấp 3 lại khó triển khai nhất trong số. Tại vì nó có vẻ như là đã được các bạn rồi. Chưa đã định hình và các bạn sẽ định hướng về mặt học tập tiếp theo các bạn như thế nào. Thì hiện nay dễ nhất chính là vẫn là từ mẫu giáo cấp 1 mới đến cấp 2, chứ không phải là có cấp 2. Thế thì tại sao lại dễ? Bởi vì là mẫu giáo thì các anh chị nếu mà có con thì sẽ thấy là con mình suốt ngày hỏi tại sao. Thế đây chính là cái cách để các em đi tự tác hơi gọi và giúp cho các con trẻ tự tìm ra câu trả lời. Thế là các bạn sẽ rất thú đấy mà. Chứ còn cấp 2, cấp 3 giống như kia đã cài Windows và bắt dùng Mac OS thì hơi khó đúng không? Thứ năm chỉ phù hợp với nam giới, trẻ hơi nhạy cảm. Tại sao lại có cái cách hiểu nhìn này? Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta bao giờ cũng có cái đại ý là cái mặc định là như thế. Thế tuy nhiên thì nữ giới cũng rất là phù hợp với STEM, mà bằng chứng ở đây là có rất nhiều các cái CEO hiện tại là nữ giới. Và cũng có rất nhiều chính sách mà đang hỗ trợ để có thể nữ giới tiếp cận tốt hơn với STEM. Tôi nghĩ là trong thời gian tới là một phụ nữ sẽ có rất là nhiều cơ hội đến với họ. Vâng, chắc chắn là một bé gái. Tôi bổ sung này, việc là tạo ra cái lực lượng lao động trong cái lĩnh vực STEM về nữ giới thì đang là một chủ đề rất là nóng bỏng, mà ngay cả tất cả các nước trên thế giới đều quan tâm. Làm sao để có rất nhiều cái chương trình để hướng phụ nữ vào cái STEM. Rất là phù hợp với phụ nữ. Và cuối cùng rất nhanh được dạy các môn khoa học riêng lẻ cũng là STEM, cũng là tôi học riêng về engineering, tôi học riêng về toán thì cũng là STEM có phải không? Nó phụ thuộc vào cái cách tiếp cận thôi. Khoa học thì bản thân nó cũng có ở trong từ STEM rồi. Vậy thì nếu mà học khoa học, tức là chúng ta đang học một cái môn STEM, đó là môn khoa học. Thì cái cách tiếp cận khoa học như thế nào để nó là STEM thì đấy mới là vấn đề mà liên quan đến chuyên môn là cần phải bàn, chứ không phải là ngay cả dạy một môn khoa học thì bản thân nó vẫn là môn STEM. Xin được cảm ơn tiến sĩ Sơn và thạc sĩ Đông rất là nhiều, và hy vọng rằng là với những cái giải thích rất là nhanh vừa rồi thì quý vị cũng đã thêm phần hiểu hơn về phương pháp mà dạy STEM, và chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tạo nên một năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như là một thế hệ các nhà khoa học trẻ, những người mà rất là giỏi về kỹ năng, rất là đam mê khoa học, giúp cho Việt Nam sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Với màn hình. Rồi, vậy thì xin cảm ơn các thầy cô vừa mới xem một cái đoạn video tôi giải thích rất là ngắn gọn những cái nhầm lẫn mà hiện nay chúng ta đang có thể gặp phải trong thời gian vừa qua.
Trong video thì các bạn dẫn chương trình hay sử dụng cái thuật ngữ là phương pháp STEM, nhưng mà thực tế nếu mà đúng chuyên môn thì chúng ta không gọi nó là phương pháp STEM, nó là một cái cách tiếp cận giáo dục STEM thôi, đơn giản là như vậy. Cho nên là các thầy cô cũng lưu ý là bởi vì nó không phải là phương pháp, cho nên là chúng ta sử dụng rất nhiều những cái phương pháp khác để dạy học STEM, ví dụ như là dạy học theo dự án, dạy học theo trải nghiệm và dạy học theo các cái chủ đề tích hợp chẳng hạn như vậy. Thì những cái phương pháp này nó đã là những phương pháp đã được định hình rồi, chứ nó không phải là một cái gì đó mới mẻ. Như vậy STEM sử dụng các phương pháp dạy học đã có để mà dạy học rồi ạ. Nó tạo ra năng lực trong thế kỷ 21. Những cái phần này chắc là tôi không có đủ thời gian, tuy nhiên các thầy cô đều biết là trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng những cái kỹ năng nền tảng mà sử dụng đến STEM rất là nhiều, đó là gì ạ? Kỹ năng tính toán là kỹ năng của STEM. Kỹ năng nghiên cứu khoa học là kỹ năng của STEM. Kỹ năng công nghệ là kỹ năng của STEM. Như vậy, trong 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái kỹ năng nền tảng, các thầy cô nói 6 cái kỹ năng nền tảng của thế kỷ 21, thì có đến 3 cái kỹ năng của giáo dục STEM. Kỹ năng tài chính, quản lý tài chính này thực ra nó cũng là một trong những kỹ năng quan trọng của giáo dục STEM. Chỉ có 2 kỹ năng của xã hội, đó là sử dụng ngôn ngữ và hiểu biết về văn hóa con người. Đó. Thế thì đấy là những cái kỹ năng nền tảng mà học sinh sẽ phải được trang bị trong thời gian tới. Có lẽ là cái phần này khi mà dạy học chuyên dạy về các cái vấn đề liên quan đến chuyên sâu chúng tôi sẽ nói kỹ hơn. Tuy nhiên là khi mà xây dựng một cái chủ đề STEM tích hợp thì chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Chúng ta sẽ thấy cái phần khoa học, cái phần kỹ thuật, cái phần toán và cái phần công nghệ của nó ở đâu. Thì trong các phần này thì trong các vấn đề chuyên môn chúng tôi sẽ đi kỹ hơn. Ở đây chỉ có các thầy cô liên quan đến quản lý nhà trường, cho nên chúng tôi chỉ lưu ý một chút xíu với các thầy cô thôi. Đó là trong một cái chủ đề tích hợp STEM thì chúng ta sẽ cố gắng để chỉ ra những cái kiến thức nền tảng mà học sinh có được, tức là những cái kiến thức mà nó có ở trong chương trình giáo dục phổ thông để chúng ta phân tích xem là cái chủ đề của chúng ta nó đã phù hợp với giáo dục phổ thông hay chưa. Vậy thôi ạ. Còn những phần khác tôi muốn tiếp tục đề cập đến các thầy cô, đó là gì ạ? Đối với tiếp cận chương trình giáo dục STEM thì các thầy cô sẽ thấy là gì ạ? Không phải cứ dạy tích hợp đầy đủ 4 môn khoa học kỹ thuật công nghệ và toán thì mới là STEM đâu ạ. Chúng ta có những cái cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ như là tiếp cận dạy môn khoa học là dạy STEM đơn môn, tiếp cận dạy học tích hợp ít tức là có thể là 2 môn, tiếp cận tích hợp nhiều có thể là nhiều môn, 3-4 môn, trong đó có cả các môn xã hội thì đó là STEAM. Chúng ta xây dựng cách tiếp cận như vậy. Thế thì như vậy để phân biệt STEM với STEAM hoặc là dạy học tích hợp xã hội thì như thế này ạ. Tích hợp STEM thì chúng ta chỉ có, đây là tích hợp STEM. Thì chúng ta chỉ có các môn tự nhiên và toán thôi ạ. Còn đây là tích hợp xã hội. Các thầy cô lưu ý giúp tôi. Tích hợp xã hội. Không phải là tích hợp STEM ạ. Mặc dù là phương pháp nó như vậy, nó đúng như vậy, nhưng chúng ta không sử dụng từ STEM cho các môn xã hội. Nếu vậy là tích hợp xã hội. Còn cộng cả hai cái này thì chúng ta sẽ có là STEAM. Như vậy các thầy cô phân biệt giúp tôi. Tích hợp xã hội là những cái môn này, tích hợp STEM là những môn này. Còn cộng cả hai cái này thì chúng ta có tích hợp STEAM. Đó, như vậy thôi ạ. Tôi tin chắc rằng đa phần các chủ đề của chúng ta sẽ là STEAM, đặc biệt là ở bậc học nhỏ. Càng lên cao thì cái sự phân hóa nó càng lớn thì chúng ta bắt đầu có thể là có STEM rõ ràng hơn, nhưng mà càng cấp học thấp, mầm non, tiểu học thì cái chữ STEAM có thể nó sẽ mạnh hơn. Thôi, cái này tôi sẽ không... Thế thì rất nhiều các thầy cô quan tâm đến việc vậy dạy học STEM nó có tốn kém hay không? Tốn kém hay không? Vậy thì nó tùy thuộc vào việc là gì ạ? Chúng ta xây dựng các chủ đề như thế nào? Nó sẽ đi ra vấn đề là có tốn kém hay không thì phụ thuộc vào việc là chúng ta xây dựng các chủ đề như thế nào. Thế thì đây là những cái hình ảnh ở các phòng thí nghiệm của các trường phổ thông tại Việt Nam mà chúng tôi có khảo sát. Các thầy cô thấy rằng ạ, các trường phổ thông hiện nay chúng ta đều có phòng khoa học, phòng lý, phòng hóa, phòng sinh. Nhưng mà cơ sở vật chất thì gần như là không được quan tâm bởi vì là chúng ta gần như là không dùng nó. Rất ít các thầy cô dùng các phòng khoa học của chúng ta hiện nay. Và như vậy chúng ta thấy là gì ạ? Như vậy chúng ta cần phải có một số những cái thay đổi bằng cách là gì ạ?
Đó, thế thì chúng ta sẽ có một số những cái làm sao đấy để sử dụng những cái phòng này thường xuyên hơn. Nâng cấp thì gì ạ? Tùy thuộc vào cái chủ đề. Chúng ta thấy là gì? Chúng ta không cần thiết phải trang bị thêm những cái gì cả. Nhưng mà chúng ta sử dụng nó một cách thường xuyên đã là tốt rồi. Như vậy thì chúng ta gì ạ? Sử dụng những cái cơ sở vật chất hiện có và tăng cường sử dụng các cái phòng thí nghiệm. Thì bản thân tự nó sẽ thay đổi bằng cách là gì? Chỉ có một cách đơn giản là tăng cường sử dụng nó. Đừng để nó lắp chiếu nữa thì chúng ta sẽ đưa được giáo dục STEM vào trong trường học. Đó là gì ạ? Tăng cường phải sử dụng nó, bắt buộc phải sử dụng các cơ sở vật chất đang có. Cái thứ hai đó là việc có rất nhiều các thầy cô lo ngại là nếu mà học theo các chủ đề STEM thì chúng ta sẽ không thi được theo các cái chương trình giáo dục truyền thống của chúng ta. Thực ra thì cái việc này không hẳn là như vậy đâu. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nếu như mà chúng ta áp dụng giữa cái việc học lý thuyết kết hợp với thực hành một cách nhuần nhuyễn thì cái việc mà học sinh thi đạt điểm cao ở trong các kỳ thi phổ thông gần như là chuyện đương nhiên, bởi vì là học thông qua các trải nghiệm các em học sinh sẽ nhớ rất là lâu. Tất nhiên là cái việc tính toán nó có thể bắt đầu nó ví dụ như là các thầy cô do ra một cái bài tập mà tính nó quá lằng nhằng phức tạp thì đối với học sinh mà học tiếp cận theo trải nghiệm ấy có thể các bạn sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên là đối với các bài toán mà liên quan đến giải thích, liên quan đến cái sự hiểu một cách sâu thì rõ ràng là giáo dục STEM sẽ có ưu thế hơn rất là nhiều. Đó. Cái này thì tôi sẽ không tiếp cận đến nữa. Thế thì đối với việc mà phát triển giáo dục STEM trong nhà trường thì chúng ta phải làm gì? Thế thì chúng tôi đúc kết ra 7 cái bước để mà hỗ trợ các thầy cô trong việc là xây dựng, lập kế hoạch giáo dục STEM tại địa phương. Thứ nhất là gì ạ? Đó là phải tạo nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên. Thế thì buổi ngày hôm nay chúng ta đang làm cái việc này rồi. Và chúng ta đã làm việc này từ trước đây rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã có cái này rồi. Vậy thì chúng ta tích ở đây là một. Chúng ta phải xây dựng được các chương trình giáo dục STEM. Thông thường thì đối với nhà trường thì chúng ta dùng từ chương trình thì nó hơi to, bởi vì là chương trình giáo dục thì phải là Hội đồng Quốc gia quy định cơ. Tuy nhiên mà chúng ta có thể gọi là các cái chủ đề STEM ở trong nhà trường. Thì cái việc này tôi không biết là các thầy cô đã có hay chưa. Vậy thì việc ở đây là gì? Ví dụ như là chúng ta phòng giáo dục có thể đưa ra quy định là gì ạ? Đối với tiểu học, mỗi một năm chúng ta có thể có hai chủ đề tích hợp STEM. Đối với trung học phổ thông, đối với trung học cơ sở, chúng ta có thể mỗi một năm quy định là có 3 hoặc là 4 chủ đề tích hợp STEM. Đối với mầm non, khuyến khích sử dụng các cái hoạt động trải nghiệm STEM ở trong cuộc sống, đưa vào cho các em. Như vậy thì chúng ta sẽ có được, tự nhiên chúng ta sẽ có được một kho dữ liệu về chủ đề tích hợp STEM cho toàn huyện sử dụng. Bởi vì bây giờ công nghệ thông tin, các thầy cô thấy là các thầy cô đã được tiếp cận nó rất là nhanh rồi. Cho nên là chúng ta xây dựng một cái kho rồi chia sẻ ở trên mạng để các thầy cô ở địa phương cùng tiếp cận được. Như vậy là mỗi một năm chúng ta sẽ tăng dần lên các cái chủ đề tích hợp STEM này. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ dùng cái từ chủ đề thôi ạ. Chủ đề thôi ạ. Đó. Thế thì cái việc xây dựng ra các chủ đề STEM địa phương là rất quan trọng, bởi vì là gì ạ? Ở Than Uyên sẽ khác với Hà Nội hay ở một số huyện khác, bởi vì chúng ta sẽ có một số chủ đề nó mang tính đặc trưng của địa phương. Các thầy cô lưu ý là chúng ta phải xây dựng ra các chủ đề có tính địa phương. Đó, phải xây dựng được các chủ đề có tính địa phương. Rồi là chúng ta phải thành lập được các câu lạc bộ hoạt động, có thể là ngoại khóa hoặc là có thể xã hội hóa, cái này là tùy điều kiện địa phương, hoặc là xã hội hóa. Thế thì cái việc mà vận hành câu lạc bộ nó sẽ giúp cho giáo viên thực hành nhuần nhuyễn các cái trải nghiệm STEM, bởi vì là một năm học chúng ta có một hai chủ đề tích hợp thì nó không thấm vào đâu cả về mặt triển khai. Nhưng nếu như có các câu lạc bộ vận hành liên tục, đặc biệt là để tham gia các cuộc thi về khoa học kỹ thuật mà gần đây, đặc biệt là khối trung học cơ sở lớp 8, lớp 9 là học sinh hoàn toàn có thể tham gia các kỳ thi khoa học kỹ thuật, hoặc là tiểu học bây giờ cũng có rất nhiều các kỳ cuộc để cho các em tham gia. Vậy thì nếu như mà có vận hành các hoạt động câu lạc bộ này thì hoạt động giáo dục STEM nó sẽ triển khai được một cách rất nhuần nhuyễn. Thứ hai là đầu tư cơ sở vật chất, thì như tôi nói ấy, cái cơ sở vật chất nó không phải là cái quyết định, mà quyết định ở đây là mong muốn triển khai của các thầy cô. Tuy nhiên nếu như có thể thì chúng ta sẽ đầu tư thêm ví dụ như là các bộ dụng cụ kỹ thuật
ở trong danh mục của chúng ta thì hiện nay đang không có. Ví dụ như là kìm, kéo, búa, dao là những thứ mà được sử dụng thường xuyên trong các cái hoạt động về giáo dục STEM. Tổ chức các cuộc thi, ngày hội, các cuộc thi thì cái này tôi thấy là các thầy cô cũng đã có kế hoạch rồi, để mà khuếch trương, để mà phát triển giáo dục STEM thì chúng ta cần phải xây dựng cái này, xây dựng các cái thang đánh giá học sinh. Nếu như mà học sinh mà tham gia các hoạt động giáo dục STEM thì chúng ta đánh giá chấm điểm học sinh như thế nào, thì cái này các thầy cô cũng sẽ phải đưa ra được. Và tham gia và phát triển hệ sinh thái giáo dục STEM tức là gì ạ? Chúng ta cùng nhau chia sẻ lại với các địa phương khác, giống như cô Nhung hôm nay chia sẻ với các thầy cô, thì đây là chúng ta đã tham gia vào tích cực vào việc là phát triển cái hệ sinh thái giáo dục STEM tại Việt Nam. Đấy là 7 cái bước mà tôi nghĩ là các thầy cô có thể tham khảo để mà triển khai. Đó. Đây ạ, đối với cơ sở vật chất của giáo dục STEM thì chúng ta chỉ cần những cái thiết bị mang tính kỹ thuật như thế này thôi. Còn lại thì ở trong chương trình giáo dục phổ thông chúng ta đã có những cái đồ dùng dụng cụ khoa học rồi. Cho nên là chúng ta thêm những cái này thôi. Thêm những cái dụng cụ kỹ thuật thôi ạ. Tôi nói kỹ hơn về cái hệ sinh thái giáo dục STEM một chút xíu, bởi vì là các thầy cô sẽ thấy là đối với giáo dục STEM thì chúng ta cần có sự kết nối với cuộc sống. Vì vậy mà nó sẽ cần một cái điều quan trọng, đó là gì ạ? Đó là sự kết nối giữa nhà trường với các bậc học cao hơn. Cái này ở giáo dục phổ thông hiện nay chúng ta đang rất là yếu, cái sự kết nối giữa nhà trường với bậc học phổ thông. Tuy nhiên là đối với giáo dục STEM chúng ta bắt buộc phải có sự kết nối này. Viện nghiên cứu, các công ty, cái này ở địa phương chúng ta sẽ có, ví dụ thủy điện thì chúng ta phải kết nối các công ty đó với nhà trường phổ thông để mà tạo ra những cái ví dụ như là các hoạt động trải nghiệm cho học sinh đi thăm thủy điện chẳng hạn. Thì đấy là một trong những cái cách thức để chúng ta kết nối với giáo dục mang tính thực tiễn. Các bậc học cao hơn như các trường đại học, các trường cao đẳng địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chẳng hạn như vậy, thì ở đây chúng ta cũng nên có cái sự kết nối đó để mà tạo ra cái sự hỗ trợ cho giáo dục địa phương, các viện nghiên cứu, các tổ chức xã hội như chúng tôi, các hội nghề nghiệp, thì đấy là những cái chỗ mà chúng ta có thể kết nối được với nhau để tạo ra cái hệ sinh thái giáo dục STEM tại Việt Nam. Thế thì khi mà kết nối như vậy thì chúng ta sẽ xây dựng được các cái chủ đề dạy học. Ví dụ như là đối với học sinh tiểu học, chúng ta có thể quan tâm đến chủ đề nông nghiệp thông minh, chủ đề về tự động hóa, chủ đề về sản phẩm hữu cơ, chủ đề về nước, ví dụ như vậy. Có lẽ là vì là thời gian cũng đến giờ rồi, tôi xin phép được kết thúc cái phần của tôi ở đây, vì là nếu mà nói nhiều nữa thì các thầy cô phía sau sẽ bị quá giờ. Thế nên là tôi xin được kết thúc cái phần trao đổi của tôi với các thầy cô ngày hôm nay tại đây. Như vậy, tôi chỉ tóm tắt lại ngày hôm nay thôi. Đó là gì ạ? Chúng ta cần phải xây dựng một cái cộng đồng giáo viên STEM, ở trong đó có cái sự kết nối với giáo dục phổ thông, với các cơ sở giáo dục bậc cao hơn, hoặc là các công ty, hoặc là các cơ sở nghề nghiệp. Và chúng ta định nghĩa giáo dục STEM ở đây là một mô hình dạy học tích hợp, và sẽ không có các môn khoa học xã hội ở trong cái phần STEM, nhưng mà chúng ta có thể kết hợp giữa các môn khoa học xã hội với môn khoa học tự nhiên để tạo ra cái tích hợp được gọi là STEAM. Và giáo dục STEM thì điều quan trọng đó là gắn kết với thực tiễn, gắn kết với cuộc sống. Đó là điều rất là quan trọng đối với các thầy cô. Vậy thì tôi xin phép được kết thúc cái phần trao đổi với các thầy cô tại đây ạ. Xin cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe. Những cái câu hỏi trao đổi của các thầy cô chúng ta sẽ dành đến phần cuối chương trình ạ. Được không ạ? Các thầy cô cứ chuẩn bị các câu hỏi, chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của các thầy cô ạ. Xin cảm ơn các thầy cô. Chúng em xin được trân trọng cảm ơn thầy Đặng Văn Sơn đã có những cái bài phát biểu tổng quan về giáo dục STEM để chúng em có thể hiểu thêm về giáo dục STEM. Xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe thầy.
mong rằng thời gian tới thì thầy cũng sẽ luôn luôn giúp đỡ chúng em để chúng em thực hiện được cái nhiệm vụ thúc đẩy giáo dục STEM trong các nhà trường. Xin kính chúc sức khỏe thầy. Cảm ơn thầy. Tiếp theo chương trình thì xin trân trọng kính mời thầy Hoàng Văn Đông sẽ có bài phát biểu. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Thầy chưa bật lên. Thầy Đông đi rồi chưa bật lên. Xin lỗi, thầy Đông có ở trên điểm cầu không ạ? Thầy Đông có ở trên điểm cầu không ạ? Thế thì hôm nay thầy Đông đâu, nếu vậy thì chắc là chúng ta tiếp tục mà cái phần của cô Nhung trước đi ạ. À dạ vâng ạ. Thì em xin phép đổi chương trình và sau đây thì xin trân trọng kính mời cô giáo Bùi Cẩm Nhung, cán bộ chuyên môn phòng giáo dục huyện Bảo Thắng sẽ có những cái chia sẻ về giáo dục STEM để giáo dục huyện Than Uyên có những cái hiểu biết thêm và cũng như học hỏi để chúng ta triển khai giáo dục thúc đẩy STEM trong cái thời gian tới. Xin trân trọng kính mời cô Nhung ạ. Dạ vâng ạ. Cho em xin phép chia sẻ màn hình ạ. Dạ, xin kính mời cô và bạn. Thầy Sơn chuyển hot giúp em với ạ. Thầy Sơn giúp em chia sẻ màn hình ạ. Vâng. Được rồi đấy, tôi chia sẻ. Dạ, các thầy cô đã nhìn thấy màn hình em chia sẻ chưa ạ? Nhìn thấy rồi cô ạ. Kính thưa kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn, tiến sĩ Đặng Văn Sơn, đại sĩ Hoàng Văn Đông và thầy Trịnh Ngọc Hải, trưởng phòng giáo dục đạo huyện Than Uyên cùng toàn thể các thầy cô là cán bộ quản lý, giáo viên của các trường trên đại học trên địa bàn huyện Than Uyên. Em là Bùi Cẩm Nhung, công tác tại phòng giáo dục và đào tạo Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hôm nay em rất là vui khi được tham gia chia sẻ và được học hỏi với các thầy cô trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Trước khi cái phần trình bày chia sẻ tại hội thảo, thì em xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy trong Liên minh STEM Việt Nam trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ với giáo dục Bảo Thắng. Và em cũng rất mong là bài trình bày của em phần nhỏ bé cho việc phát triển giáo dục STEM của huyện Than Uyên. Đối với huyện Bảo Thắng cũng giống như Than Uyên thì huyện Bảo Thắng cũng là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai và còn rất nhiều khó khăn. Trong đó thì học sinh dân tộc thiểu số chiếm khoảng 42% tổng số học sinh trong toàn huyện. Và toàn huyện thì có 69 trường học, trong đó có 19 trường mầm non, 29 trường tiểu học và 21 trường trung học cơ sở. Về giáo dục Lào Cai thì năm học 21-22 thực hiện chủ đề về học sinh thân yêu xây dựng trường học học thúc đổi mới hội nhập. Trong hoạt động đổi mới và hội nhập của giáo dục Lào Cai thì các văn bản chỉ đạo của sở rất chú trọng đến việc triển khai giáo dục STEM trên toàn thể các trường học của tỉnh. Đối với huyện Bảo Thắng thì phòng giáo dục đào tạo huyện Bảo Thắng đã thực hiện chức năng tham mưu cho
trong các lãnh đạo huyện để ban hành các chính sách văn bản về chỉ đạo giáo dục STEM. Ví dụ như là đề án số 05 của huyện ủy Bảo Thắng, trong đề án này đã xác định đẩy mạnh giáo dục STEM ở các cấp học và 100% trường học triển khai giáo dục STEM. Hay kế hoạch số 141 của huyện Bảo Thắng, trong đó thì triển khai giáo dục STEM trên toàn thể địa bàn huyện. Và tham phòng giáo dục cũng đã tham cho huyện ủy ban nhân dân huyện Bảo Thắng tổ chức cuộc thi tài năng robot và máy thông minh. Đây là cuộc thi triển khai từ cấp mầm non đến trung học phổ thông trên toàn địa bàn huyện. Trong năm học 2021 thì phòng giáo dục cũng tham mưu số 67 về triển khai các hoạt động đổi mới hội nhập trong giáo dục đào tạo huyện Bảo Thắng, trong đó có nội dung là chuyển biến nổi bật về giáo dục STEM và STEAM. Thì em xin chia sẻ cái nội dung về giáo dục STEM. Thứ nhất là phòng giáo dục huyện Bảo Thắng sẽ thực hiện triển khai đề án của tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh giáo dục thông minh, giáo dục STEM giai đoạn 2020-2025. Thứ hai là trong đó có chỉ tiêu là 100% các nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, STEAM và kỹ năng số gắn với phát triển văn hóa đọc, xây dựng các chuyên mục về giáo dục STEM trên website hoặc Facebook. Trong toàn huyện sẽ xây dựng 15 trường triển khai giáo dục STEM STEAM và xây dựng điểm phòng học trải nghiệm sáng tạo STEM STEAM từ cấp mầm non đến trung học cơ sở. Và 100% các trường các lớp mẫu giáo sẽ tích hợp hoạt động giáo dục STEAM. 100% các trường tiểu học trung học cơ sở xây dựng được các chủ đề STEM STEAM trong một năm học trong mỗi khối lớp để đưa vào chính khóa dạy học theo các môn theo bài học STEM STEAM và tăng cường dạy STEM STEAM bằng tiếng Anh. Đấy là một số chỉ tiêu cơ bản trong việc phát triển giáo dục STEM STEAM. 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở thành lập câu lạc bộ STEM STEAM và tổ chức được ngày hội STEAM cấp trường, cấp cụm trường, và trong đó thì khuyến khích tổ chức cuộc thi toàn quốc. Đối với huyện sẽ tổ chức ít nhất một cuộc thi ngày hội cấp huyện và các cuộc thi về STEM STEAM, trong đó các cuộc thi lập trình về robot có yếu tố quốc gia và quốc tế. Và đặc biệt là ví dụ như tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật thì phải đề ra mục tiêu là có tối thiểu một sản phẩm dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo tham gia và đạt giải. Và một phấn đấu để 100% cán bộ quản lý chuyên học các ở các trường được tập huấn về lập trình robot. Và các thầy cô có thể quan sát đến sự quan tâm của các lãnh đạo huyện ủy và ủy ban nhân dân của huyện Bảo Thắng và Sở Giáo dục tỉnh Lào Cai đối với việc triển khai giáo dục STEM STEAM trên địa bàn. Đây là trong một trong những hình ảnh của các cuộc thi về ngày hội sáng tạo robot và máy thông minh của huyện Bảo Thắng do ủy ban nhân dân huyện tổ chức. Bên cạnh đó thì việc chỉ đạo của phòng giáo dục huyện Bảo Thắng là một yếu tố quan trọng trong việc triển khai giáo dục STEM và STEAM. Có thể nói là giáo dục Bảo Thắng cũng như giáo dục Than Uyên rất là may mắn khi có các đồng chí lãnh đạo là trưởng phòng, phó trưởng phòng trực tiếp chỉ đạo và triển khai thúc đẩy giáo dục STEM trên địa bàn huyện. Cụ thể như đối với giáo dục Bảo Thắng thì đồng chí trưởng phòng đã có giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục STEAM cho các trường tiểu học cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bảo Thắng. Và sáng kiến này đã được triển khai áp dụng và công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2020. Cùng với đó thì đồng chí trưởng phòng giáo dục huyện Bảo Thắng cũng tham gia một đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đề tài về giáo dục STEM cùng với phân hiệu Đại học Thái Nguyên và đề tài đã được phê duyệt để triển khai thực hiện. Về giáo dục Bảo Thắng trong năm học này thì đã xây dựng một kế hoạch về triển khai nhiệm vụ đột phá về đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và giáo dục STEM in giai đoạn 21-25. Trong đó, trong giai đoạn này thì có chỉ rõ các trường triển khai trọng điểm và tiêu chí trọng điểm của giáo dục STEM STEAM đối với từng năm học. Và kế hoạch này thì cũng đã xin phép gửi đến thầy Hà Hải, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Bảo Thắng rồi ạ. Vậy thì được sự giúp đỡ của Liên minh STEM Việt Nam trong suốt những năm qua thì giáo dục STEM Bảo Thắng đã tiến hành các hoạt động như sau. Thứ nhất là tham gia dự án STEM do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thứ hai là thành lập tổ nghiên cứu STEM và tập huấn giáo dục STEM. Thứ ba là dạy học các môn khoa học theo bài học STEM. Thứ tư là tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM. Thứ năm là tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Thứ sáu là gắn giáo dục STEM với văn hóa đọc. Và thứ bảy là xây dựng hệ sinh thái giáo dục STEM. Đây là hoạt động tham gia dự án STEM do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Và trong Liên minh STEM, bên cạnh các chuyên gia rất là giỏi như là kỹ sư
Đỗ Hoàng Sơn, tiến sĩ Đặng Văn Sơn, đặc sĩ Hoàng Văn Đông, thì cũng giới thiệu đến các thầy cô đó là giáo dục bảo tàng trong thời gian qua cũng được nhận được sự chia sẻ tư vấn giúp đỡ của tiến sĩ Dương Tuấn Hưng, trưởng phòng và môi trường Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Và đối với trường mà được dự án tài trợ tập huấn thì đạt được một số kết quả như sau. Đó chính là trường Trung học cơ sở Yên Phú Lưu huyện Bảo Thắng thì có 100% cán bộ quản lý giáo viên nhà trường được tập huấn giáo dục STEM đại trà và chuyên sâu được các chuyên gia. Tổ chức thành công ngày hội STEM và festival tiếng Anh, tổ chức được gần 568 tiết giảng chủ đề STEM. Và 2 năm học 19-20, 20-21 thì nhà trường đã đạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh với các dự án về trí tuệ nhân tạo. Và năm học này thì cũng có dự án đạt giải về trí tuệ nhân tạo. Đây là một số hình ảnh của nhà trường khi được tham gia dự án. Đó là việc tổ chức các ngày hội về STEM. Và tham gia, nhà trường cũng tham gia cuộc thi robot đối với cụm trường thị trấn Bắc Hà, trung học phổ thông số 1 Bảo Thắng. Hoạt động này thì do nhà trường chủ trì tổ chức. Và ngoài ra thì tham gia giao lưu đối với ngày hội thích là STEM của thành phố Lào Cai. Hoạt động thứ hai đó là hoạt động tham gia dự án STEM, đó là việc các cán bộ quản lý giáo viên của tổ nghiên cứu triển khai giáo STEM của huyện được tham gia tập huấn giáo dục STEM do các chuyên gia về giáo dục STEM của dự án tập huấn. Và đây chính là buổi tập huấn do tiến sĩ Đặng Văn Sơn lên trực tiếp tập huấn cho các thầy cô của tỉnh Lào Cai. Và đặc biệt là với sự tài trợ của dự án thì năm học 19-20, thạc sĩ Hoàng Văn Đông và Học viện Kitpost STEM Việt Nam đã tập huấn cho 100% các trường cấp tiểu học, trung học cơ sở của huyện Bảo Thắng về giáo dục STEM và lập trình robot. Hoạt động tiếp theo đó là việc thành lập tổ nghiên cứu STEM. Thì em cũng được biết là đối với phòng giáo dục đào tạo huyện Than Uyên, các thầy cô cũng đã thành lập tổ nghiên cứu STEM. Và từ năm 2019-2020 thì phòng giáo dục huyện Bảo Thắng cũng đã thành lập tổ nghiên cứu với 75 thành viên tham gia, trong đó trực tiếp chỉ đạo là trưởng phòng giáo dục và đào tạo. Và các hoạt động của tổ nghiên cứu STEM sau khi được tham gia dự án, các thầy cô được tập huấn chuyên sâu, thì tổ nghiên cứu STEM sẽ chia nhóm và tập huấn cho các trường triển khai trọng điểm giáo dục STEM của 3 cấp học mầm non trên địa bàn huyện. Sau khi triển khai cho các trường trọng điểm thì sẽ tập huấn tiếp tục triển khai nhân rộng trên địa bàn của huyện. Đây là hình ảnh của một số thầy cô trong tổ nghiên cứu chuyên sâu đã đi tập huấn cho các trường. Và trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 thì tổ nghiên cứu STEM cũng tiến hành một bài giảng STEM về pha chế nước rửa tay dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Dương Tuấn Hưng. Hoạt động tiếp theo trong triển khai giáo dục STEM đó là việc đưa giáo dục STEM vào trong các bài học. Thì đối với giáo dục Bảo Thắng thì giáo dục STEM và STEAM sẽ được triển khai đồng bộ từ cấp mầm non tiểu học đến cấp trung học cơ sở. Các thầy cô có thể quan sát thấy một số bài giảng về giáo dục STEAM của mầm non, trường mầm non thị trấn Phố Lu. Đây là trường triển khai trọng điểm giáo dục STEAM của huyện. Và đặc biệt là trong năm học đó thì được sự tư vấn của tiến sĩ Đặng Văn Sơn thì phòng giáo dục huyện Bảo Thắng đã tổ chức cuộc thi về giảng dạy chủ đề giáo dục STEM và STEAM cho 100% các trường trên địa bàn huyện. Và các thầy cô có thể quan sát trên hình ảnh, đây là những hình ảnh từ cuộc thi cấp huyện ạ. Không chỉ ở các trường trong vùng thuận lợi mà tất cả các trường ở cả vùng khó khăn cũng có những bài giảng rất là đặc sắc. Và đây các thầy cô có thể thấy rằng là các em học sinh đều được sử dụng các cái sản phẩm tái chế để tạo lên các cái sản phẩm STEAM. Giáo dục STEM ở tiểu học thì cũng rất được chú trọng. Đây cũng là một trong những cái tiết dạy STEM của trường tiểu học trọng điểm. Đối với trường trung học cơ sở thì đây chính là một tiết giới thiệu các thầy cô. Đây là một tiết dạy mà đạt giải nhất cấp huyện của năm học 2020-21 trong cuộc thi chủ đề giáo dục STEM cấp huyện. Bên cạnh đó thì để giáo dục STEM có tính lan tỏa trong cộng đồng thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM là vô cùng quan trọng. Trong những năm học qua thì phòng giáo dục Bảo Thắng cũng đã tiến hành tổ chức một số cuộc thi. Em xin được chia sẻ với các thầy cô. Thứ nhất là cuộc thi dự án vì cộng đồng gắn giáo dục STEM, học để yêu thương học chia sẻ với các cái hoạt động giáo dục cộng đồng. Thứ hai là cuộc thi sáng tạo STEM thiết kế giáo án đồ chơi đồ dùng dạy học, chủ đề ngôi trường thân yêu.
Thứ ba là tổ chức cuộc thi tài năng robot và máy thông minh và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Bảo Thắng. Và trên đây là hình ảnh của cuộc thi dự án vì cộng đồng học yêu thương học chia sẻ. Tại cuộc thi này thì tiến sĩ Đặng Văn Sơn và tiến sĩ Dương Tuấn Hưng đã đến tham dự đối với Bảo Thắng và chia sẻ đối với tất cả các thầy cô của huyện Bảo Thắng cũng như các bậc phụ huynh về giáo dục STEM. Và qua đó thì mọi người đều thấy rằng là giáo dục STEM là những gì vô cùng gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Đây là hình ảnh của cuộc thi sáng tạo STEM thiết kế giáo án đồ chơi đồ dùng dạy học chủ đề ngôi trường thân yêu. Và đặc biệt là khi tổ chức các cái ngày hội, các cuộc thi về giáo dục STEM thì phòng giáo dục táo luôn mời các chuyên gia để tổ chức các cái hội thảo. Và trên hình ảnh này chính là hội thảo khơi nguồn sáng tạo cấp mầm non với sự tham gia của thạc sĩ Hoàng Vân Đông và Học viện Kitco STEM. Và xin giới thiệu cuộc thi tiếp theo là cuộc thi tài năng robot và máy thông minh và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng huyện Bảo Thắng. Cuộc thi này thì do Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức cho các trường từ cấp mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Và đặc biệt trong cuộc thi này thì cũng gắn song song với việc phát triển giáo dục STEM, đó là phát triển văn hóa đọc. Và trong năm học 2021-2022 này thì Phòng Giáo dục Bảo Thắng đã tổ chức cuộc thi thiết kế đồ chơi đồ dùng dạy học chủ đề giải pháp thông minh trong giáo dục, gắn giáo dục STEM với chuyển đổi số ạ. Các thầy cô có thể quan sát một số sản phẩm về giáo dục STEM. Các sản phẩm này thì thường sẽ được sử dụng từ các nguyên vật liệu tái chế. Bên cạnh đó thì là hoạt động phát triển STEM nông nghiệp 4.0. Đây là một số mô hình về STEM nông nghiệp 4.0, mô hình trồng rau trong nhà kính. Hoạt động thứ ba theo công văn của Bộ về triển khai giáo dục STEM đó là hoạt động nghiên cứu khoa học và thi khoa học kỹ thuật. Thì Phòng Giáo dục Tạo xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm và tạo chuyển biến nổi bật của ngành. Chính vì thế thì cái hoạt động này rất được chú trọng từ việc mời các chuyên gia tư vấn, tập huấn và tư vấn cho các cái dự án tham gia. Với kết quả được sự giúp đỡ của Liên minh STEM Việt Nam, thì trong những năm học qua, Phòng Giáo dục Tạo huyện Bảo Thắng luôn đứng trong top đầu của tỉnh với những kết quả về cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Cụ thể như trong năm 2 năm học trước, thì Phòng Giáo dục Bảo Thắng đã đạt giải nhất tập thể với các cái dự án về trí tuệ nhân tạo là giải nhất. Và đây là một số hình ảnh về cuộc thi nghiên cứu khoa học và kỹ thuật của huyện Bảo Thắng. Và trong năm học này thì do dịch bệnh COVID-19 nên cái hình thức tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật thì chuyển sang hình thức thi online. Vậy thì đối với cái hoạt động giáo dục STEM, nếu như tổ chức các cuộc thi mà không tổ chức hình thức trực tiếp thì các thầy cô có thể tổ chức theo hình thức online. Một giải pháp nữa mà có lẽ là các thầy cô cũng đang thực hiện đó là giải pháp công nghệ trong tập huấn giáo dục STEM STEAM. Đó là việc chúng ta sẽ tiến hành online. Tháng 8 năm 2020 thì tiến sĩ Đặng Văn Sơn đã tập huấn cho hơn 1.500 thầy cô của 100% các trường cấp mầm non, tiểu học, trung học trên địa bàn huyện Bảo Thắng tại hơn 70 điểm cầu. Và buổi tập huấn thì đã truyền cảm hứng giáo dục STEM cho các thầy cô. Song song với việc phát triển giáo dục STEM, để chạm vào STEM 4.0 thì việc tập huấn về trí tuệ nhân tạo cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng. Theo đó thì Phòng Giáo dục Bảo Thắng cũng đã mời tiến sĩ Lê Chính Ngọc của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tiến sĩ Lê Đế Ngọc cũng là một trong những tiến sĩ mà tham gia đối với Liên minh STEM Việt Nam. Và buổi tập huấn này đã tạo dựng giúp cho các thầy cô của Bảo Thắng có sự nhận thức về trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt là được sự giúp đỡ của kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn thì tháng 10 năm 2021 thì Phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng rất may mắn khi được phối hợp với câu lạc bộ Robot Class 6 năm 20 của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và Học viện Kitco STEM của thầy Đông để tập huấn lập trình robot cho các trường trung học cơ sở và tiểu học của huyện. Có thể nói đây là một mô hình tập huấn mà các anh chị ở cấp lớn hơn trung học phổ thông tập huấn lại cho các bạn học sinh nhỏ tuổi hơn. Và cũng xin được chia sẻ với các thầy cô là câu lạc bộ robot của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam thì có bạn trước có bạn Đỗ Hoàng Minh chính là con của kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn, trước là trưởng ban lập trình của cô
là bộ robot là một trong những bạn học rất là giỏi và đạt được nhiều thành tích với các giải quốc gia và quốc tế. Đây là một số hình ảnh về về tập huấn giáo dục STEM của câu lạc bộ. Buổi tập huấn này thì nằm trong dự án Bao ấp Việt Nam, một trong những dự án mà mang đến cho các bạn học sinh miền núi rất nhiều cơ hội được tiếp xúc, tiếp cận với robot. Giải pháp tiếp nữa trong việc triển khai giáo dục STEM đó là đối với các thực tế đối với huyện Bảo Thắng thì để có được một phòng lab STEM, một cái không gian cho phòng lab STEM là rất khó khăn, vì vậy là sẽ xây dựng mô hình thư viện tích hợp với phòng lab STEM. Cũng rất là may mắn khi được cái mô hình này thì được thạc sĩ Hoàng Văn Đông tư vấn rất là kỹ để cho huyện Bảo Thắng triển khai. Thì xin giới thiệu với các thầy cô, đây chính là phòng STEM của trường mầm non Sơn Ca, thị trấn Tàng Lỏng. Trong phòng này thì các em học sinh sẽ được khơi nguồn sáng tạo và thiết kế các cái sản phẩm. Và đây là mô hình phòng lab STEM kết hợp với thư viện của trường trung học cơ sở xã Bản Cầm. Cái mô hình này thì là do các thầy cô và các em học sinh thiết kế và làm nên. Trong này thì có rất các nhiều góc, ví dụ như là góc về công nghệ, góc về khoa học vũ trụ, cơ khí chế tạo, sinh hóa, kỹ thuật. Và xin giới thiệu với các thầy cô một mô hình hiện đại hơn, đó chính là phòng lab STEM của trung học cơ sở Bản Việt. Đây là mô hình mà xây dựng tích hợp thư viện gắn với xưởng STEM, có 3 hạng mục như là sách và tài liệu, sự kết nối qua mạng internet và xưởng STEM. Mô hình này thì được xã hội hóa do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trao tặng. Và đặc biệt đó là phòng lab STEM này thì được Học viện Sáng tạo S3 tư vấn thiết kế lắp đặt với các cái trang thiết bị hiện đại và đầy đủ để cho tổ chức các cái hoạt động STEM hiệu quả. Thì cô để quan sát một số hình ảnh ạ. Hoạt động tiếp tục gắn với phát triển giáo dục STEM đó là việc phát triển văn hóa đọc. Việc phát triển văn hóa đọc trên địa bàn huyện Bảo Thắng thì được thúc đẩy phát triển song song với giáo dục STEM. Các thầy cô có thể thấy quan sát trên hình ảnh đó là xe thư viện lưu động của tỉnh Lào Cai tiến hành hoạt động khuyến đọc và STEM. Đặc biệt là trên xe thư viện này không chỉ có sách, mạng kết nối máy vi tính mà có cả robot do Liên minh STEM Việt Nam tài trợ. Và xe thư viện này sẽ mang ánh sáng và tri thức đến cho các huyện của tỉnh Lào Cai. Và toàn bộ chương trình hoạt động này đã được đưa lên chương trình buổi sáng đầu tiên của VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Để phát triển văn hóa đọc thì Phòng Giáo dục Tạo đã xây dựng một kế hoạch phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng phát triển văn hóa đọc làm nền tảng cho sự phát triển giáo dục STEM. Và đặc biệt trong việc phát triển văn hóa đọc này thì Phòng Giáo dục Tạo có chú trọng triển khai đến các đơn vị về tạp chí Pi của Hội Toán học Việt Nam. Với sự kết nối của kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn thì rất là may mắn Phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng đã được các nhà tài trợ trao tặng gần 1.600 cuốn tạp chí Pi cho các đơn vị trường học. Đây là một số hình ảnh về trải nghiệm không gian đọc sách trong ngày hội. Và đặc biệt là năm học 2021-2022 này thì Phòng Giáo dục huyện Bảo Thắng có một đơn vị trường học được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận đạt giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2021. Và có một trường học là trường Trung học cơ sở thị trấn Nông Trường Phong Hải là một trong ba trường của cả nước được dự án về trí tuệ văn hóa đọc trao tặng, tổ chức ngày hội sách và trao tặng sách và tủ sách cho nhà trường. Để giáo dục STEM có thể phát triển mạnh và sâu rộng hơn thì công tác về truyền thông cũng là một trong những vấn đề quan trọng. Thì đối với phòng giáo dục thì có thể thành lập một ban truyền thông để đăng tải các cái hình ảnh hoạt động về giáo dục STEM. Ví dụ như đối với phòng em thì sẽ có hai trang fanpage, đó là một trang về giáo dục STEM và một trang về phát triển văn hóa đọc. Ngoài ra thì các thầy cô
cũng rất tích cực viết bài để đăng trên các báo như báo Giáo dục, báo Lào Cai, báo Tiền Phong. Và sau đây thì em xin mời các thầy cô sẽ quan sát một cái video về một tổ chức, một cái hoạt động trong ngày hội giáo dục STEM của huyện Bảo Thắng ạ. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 4 năm 2021, tại trường tiểu học số 2 xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng đã tổ chức thành công ngày hội sáng tạo robot và máy thông minh. Cuộc thi tài năng robot và máy thông minh cấp huyện, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp huyện, hội thi người nâng cánh ước mơ cấp huyện cũng nằm trong chuỗi hoạt động của ngày hội. Sau khoảng 4 tháng phát động và triển khai, ngày hội giáo dục huyện Bảo Thắng đã thu hút được 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trung học phổ thông huyện tham gia với 10 đội tham dự hội thi người nâng cánh ước mơ, 8 đội dự thi robot, hơn 69 sản phẩm thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, 8 sản phẩm thi máy thông minh của hơn 150 thầy cô tham gia hướng dẫn và hơn 200 em học sinh tham gia. Đúng với chủ đề sáng tạo robot và máy thông minh chạm vào cách mạng công nghệ 4.0, ở nội dung thi tài năng robot và máy thông minh, trong tổng số 8 đội đại diện cho tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, 2 đội trường trung học cơ sở Gia Phú 1 và trường trung học cơ sở thị trấn Phú Lu đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết. Trên sa bàn trận đấu chiến thắng đồn Phú Lu, 2 đội có 45 phút để lập trình và chạy thử robot với đề bài robot cắm cờ trên đỉnh di tích lịch sử đồn Phú Lu. Từ vị trí xuất phát, sử dụng robot tự động hoặc dò lai tới 5 chướng ngại vật. Tại các chướng ngại vật là các vị trí câu hỏi. Thành viên trong đội có nhiệm vụ trả lời các câu hỏi liên quan đến chiến thắng đồn Phú Lu. Trả lời đúng, robot sẽ được đi tiếp. Trận đấu gay cấn với tốc độ nhanh hơn, robot của đội trường trung học cơ sở Gia Phú 1 đã chiếm được vị trí điểm trung tâm trước, tiến lên nóc đồn Phú Lu nhưng cắm cờ không thành. Đã tạo cơ hội cho robot của đội trường trung học cơ sở thị trấn Phú Lu chiếm vị trí cắm cờ thành công vào vị trí nóc đồn Phú Lu chiến thắng chung cuộc. Các sản phẩm máy thông minh đã thể hiện tốt việc ứng dụng giáo dục STEM vào cuộc sống, thiết kế khoa học, triển khai thực tế, kiểu dáng công nghệ mang tính giáo dục, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo ra những giá trị và lan tỏa đến cộng đồng. Tiêu biểu là dự án hệ thống máy yêu cầu rửa tay sát khuẩn của cụm trường số 2, trường trung học cơ sở số 2 xã Xuân Quang, phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bảo Thắng, trung học cơ sở số 2 thị trấn Phú Lu, trung học cơ sở xã Trì Quang. Hệ thống cảnh báo xử lý bụi trong không khí của cụm các trường trung học phổ thông. Các sản phẩm cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng đã thể hiện tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng rộng rãi vào đời sống và nguyên vật liệu dễ kiếm. Tiêu biểu là sản phẩm mô hình dạy học đa năng của trường tiểu học số 2 thị trấn Phú Lu, máy lau nhà thông minh dành cho người khuyết tật của trường tiểu học số 2 xã Phú Nhuận, tiểu cảnh cối xay nước của trường tiểu học số 3 thị trấn Phú Lu, nguồn nước kết hợp tua bin phát điện dùng cho người dân vùng cao của trường tiểu học số 2 xã Gia Phú và nhiều sản phẩm khác. Ban đầu tuy là khó nhưng mà về sau là có thể mình hiểu được bản chất của nó thì có thể làm dễ hơn và khỏe thích thú hơn. Từ các sáng tạo các con robot này em phải sáng tạo được con robot khác và ước mơ của em là chính là vào được trường chuyên và cũng là vào được trường bách khoa để em có thể là dùng hết cả năng của em để em robot sáng tạo robot và sau khi ra trường thì em có thể là làm một ngành đi robot hoặc là lập trình. Mang đến hội thi ngày hôm nay, cụm hai chúng em mang đến hội thi là máy rửa tay tự động đa năng. Hiện nay Việt Nam chúng ta dịch COVID-19 diễn ra rất hết sức là phức tạp. Chúng em tạo ra cái sản phẩm này với mong muốn là góp một phần nho nhỏ nào đó giúp cho Việt Nam chúng ta đẩy lùi được dịch COVID-19. Trong ngày hội còn diễn ra hoạt động giới thiệu tạp chí Pi, tạp chí Toán học, giới thiệu di tích lịch sử đồn Phố Lu bằng hình thức song ngữ, trình diễn thời trang các dân tộc, thời trang bảo vệ môi trường. Đại diện Liên minh STEM và tạp chí Pi Hội Toán học Việt Nam đã trao gần 1.600 cuốn tạp chí Pi cho các nhà trường. Trường Trung học phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Thái Niên được nhận robot. Từ kết quả chấm điểm của ban giám khảo, ban tổ chức đã quyết định trao giải thưởng cho các dự án sản phẩm đội thi xuất sắc.
thông qua các hoạt động của ngày hội đã mang lại nhận thức mới về chất lượng giáo dục, mở rộng về không gian, thời gian và hình thức hoạt động dạy học, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong các nhà trường. Đây chính là cơ hội tốt cho việc kết nối giữa giáo dục phổ thông, giáo dục đại học và doanh nghiệp, các cơ quan tạo môi trường phát triển tốt cho giáo dục và đào tạo, tạo nên hệ sinh thái văn hóa đọc làm nền tảng cho hệ sinh thái giáo dục STEM. Một lần nữa, xin mời... Dạ, cô giáo bật mic giúp ạ. Mic của Nhung ơi. Bật mic rồi nhưng nói to lên một chút chị Nhung ạ. Thì cô có nghe thấy em nói, không ạ? Nghe rồi nhưng mà vẫn hơi nhỏ. Vâng, mong các thầy cô thông cảm là giọng của em hôm nay không được tốt lắm ạ. Đã các thầy cô nghe rõ chưa ạ? Vẫn hơi nhỏ một chút ạ. Dạ vâng ạ, thì em mong là to hơn chút nữa ạ. Vậy thì trong triển khai giáo dục STEM của miền núi đối với huyện Bảo Thắng thì xin phép đưa ra một số cái giải pháp. Thứ nhất đó là chính sách chỉ đạo của địa phương. Thứ hai là kế hoạch tập huấn đào tạo giáo viên. Thứ ba là hoạt động triển khai thực hiện. Trong triển khai thực hiện thì là sẽ xây dựng chương trình giáo STEM, tái chế sách giáo khoa và công nghệ cao, tổ chức hoạt động trải nghiệm về giáo dục STEM, chú trọng giảng dạy STEM cho trẻ em nữ và người dân tộc thiểu số, và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng mô hình trường học thông minh và phát triển hệ sinh thái giáo dục STEM. À, em xin được trân trọng cảm ơn Liên minh STEM Việt Nam, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Than Uyên đã cho em có cơ hội được chia sẻ, giao lưu và học hỏi với các thầy cô, và cảm ơn các quý vị đại biểu và các thầy cô đã chú ý lắng nghe. Em xin trân trọng cảm ơn ạ. Cô Nhung đã có những cái chia sẻ về cái hoạt động giáo dục STEM của huyện Bảo Thắng để giáo dục huyện Than Uyên có cơ hội được học hỏi. Thời gian tới thì rất mong là với những kinh nghiệm triển khai của mình thì cô Nhung cũng sẽ có những chia sẻ và giúp đỡ cho giáo dục huyện Than Uyên để thực hiện triển khai việc thúc đẩy giáo dục STEM trong các nhà trường. Xin được gửi lời cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến cô cùng gia đình. Xin trân trọng cảm ơn. À, em cũng xin được kính chúc các thầy cô sức khỏe hạnh phúc và chúc giáo dục và STEM ở Than Uyên sẽ ngày càng phát triển. Và cảm ơn cô giáo. Và thưa thầy Đông đã vào được trong điểm cầu chưa ạ? Xin kính chào các thầy cô. Và sau đây xin trân trọng kính mời thầy có những bài chia sẻ đối với chúng em để chúng em có thêm hiểu biết về giáo dục STEM. Xin trân trọng kính mời thầy ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy. Lời đầu tiên thì xin kính chúc sức khỏe các thầy cô. Và trong buổi sáng hôm nay thì trước bài phát biểu của tôi ấy, thì có một cái bài của cô Nhung. Thì tôi cũng rất là vui mừng. Đấy là giống một cái tổng kết trong một cái chặng đường dài mà Liên minh STEM đã cùng với giáo dục Bảo Thắng hiện thực hóa được rất là nhiều cái mục tiêu về giáo dục STEM. Những cái mà cô Nhung đã trình bày thì tôi thấy là rất là đầy đủ và chi tiết, và có lẽ là cũng mong chúng ta sẽ đồng hành tiếp tục để phát triển tốt hơn nữa trong cái giai đoạn ở Than Uyên ạ. Thì hôm nay tôi xin trình bày về một cái phần là STEM 4.0. Và thực ra các thầy cô cũng đã đâu đó nhìn thấy cái kết quả ở giáo dục Bảo Thắng đấy, cô Nhung cũng vừa trình bày rồi, thì tôi sẽ xin phép trình bày vắn tắt
một chút để các thầy cô có thể là hình dung nó cụ thể hơn. Và trước hết thì tôi xin chia sẻ cái màn hình. Và gần đây thì chắc các thầy cô cũng biết là thế giới có một cái sự kiện rất là lớn là cái Olympic của Bắc Kinh, đúng không ạ? Thì mời các thầy cô xem một cái video về cái Olympic này và xem có điều gì đặc biệt ạ. Các thầy cô vừa cùng tôi xem một cái video rất là ấn tượng về cái ứng dụng của robot tại Olympic Bắc Kinh. Tức là Trung Quốc đang tham vọng trở thành một cái cường quốc về robot. Và cũng có lẽ xin mời thầy cô xem thêm một cái video cũng mất khoảng một phút nữa về cái tham vọng này của Trung Quốc. Tại một bệnh viện cộng đồng ở Thượng Hải, các robot y tế được trang bị nhiều tại các khoa phục hồi chức năng, kể cả tại khoa khám bệnh, để hỗ trợ các bác sĩ ra quyết định phù hợp. Bà Châu Nhuệ Hoa thường xuyên đến đây tập với người máy để phục hồi chức năng chân bị gãy hồi năm ngoái. Có nhiều chế độ khác nhau trên robot y tế này. Tôi có thể vận động vai phải khi di chuyển ngay với sự hỗ trợ của máy, giống như đang chơi game. Tôi nghĩ nó thực sự hữu ích. Những robot y tế này được thiết kế và sản xuất bởi công ty Fourier Intelligence tại Thượng Hải và xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia. Bởi nằm trong chiến lược khuyến khích đưa công nghệ AI, robot mạnh mẽ vào ngành y tế, nên đây là mảnh đất màu mỡ. Chúng tôi tăng cường đầu tư vào công nghệ cơ bản của robot, tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như lĩnh vực phục hồi chức năng và y tế để cung cấp các dịch vụ được thiết kế riêng. Hiện nay tại Trung Quốc, cứ 10.000 nhân viên sản xuất thì có 246 robot, gần gấp đôi so với mức trung bình của thế giới. Đối với ngành công nghiệp chế tạo robot, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm dự kiến hơn 20% từ năm 2025 trở đi. Trung Quốc đặt mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tự động hóa trong bối cảnh giá nhân công tăng cao, thiếu nhân lực do già hóa dân số. Với ngành thương mại điện tử, việc đưa người máy vào các công đoạn sản xuất cũng như phân loại, vận chuyển hàng hóa đã góp phần giúp hạ giá thành hàng hóa đáng kể, nâng cao sức cạnh tranh. Hàng hóa vận chuyển nhanh, thông qua tự động hóa, số hóa nên rất tiện lợi và tiết kiệm nhân lực và tiền bạc. Vì mình định vị được lô hàng đang ở đâu, tình trạng ra sao. Trung Quốc ngày càng đầu tư mạnh tự động hóa ở nhiều khâu vận chuyển. Chính điều này đã làm cho giá thành vận chuyển ngày càng thấp đi, nâng cao sức cạnh tranh tại thị trường nội địa cũng như thị trường thế giới. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Vâng ạ, thì các thầy cô vừa cùng tôi xem hai cái video, một video về các ứng dụng của robot tại Olympic Bắc Kinh, tức là cái sự kiện nó vừa diễn ra gần đây ạ, và một video nói về cái tham vọng mà đứng đầu về robot ạ, của Trung Quốc. Thực ra nó cũng là đại diện cho cái cuộc cách mạng 4.0
đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Tất cả các nước cũng đang ngày càng ứng dụng robot nhiều vào trong cuộc sống, trong sản xuất và trong cả giáo dục. Thế thì cái bài trình bày của tôi hôm nay là nói về cái chủ đề STEM 4.0 và trong đấy có cái vai trò khá là nổi bật của robot. Trong cái ứng dụng nhu cầu của thế giới và của trong nước nó là như thế thì chúng ta làm gì trong cái ngành giáo dục để cho học sinh của chúng ta chính là cái thế hệ tương lai có thể là tiếp cận và phát triển được cái lĩnh vực này. Thì cái nội dung bài trình bày của tôi sẽ gồm có một cái số phần như sau. Phần thứ nhất là tôi xin nói về giáo dục STEM và cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thứ hai là cái giải pháp phát triển giáo dục STEM của Kidscope mà tập trung vào cái lĩnh vực 4.0 nữa. Và một số cái hoạt động triển khai của Kidscope STEM. Vâng, khi mà robot đã được cấp quyền công dân và có một cái sự kiện là robot Sophia cũng đã đến Việt Nam, rồi là các thầy cô cũng thấy là hàng loạt những cái sự kiện lớn robot đã chiến thắng con người trong những cái trò chơi trí tuệ nhất, ví dụ là chiến thắng của robot trong cái năm 2011 là cái lần đầu tiên mà robot đã vượt qua hai nhà vô địch lớn nhất của trò chơi, là đã gây choáng váng cái ngành công nghiệp công nghệ cao và văn hóa giải trí của Mỹ. Tiếp theo là robot cũng vượt lên trong năm 2016 với cái chiến thắng trong môn cờ vây, và năm 2017 là cái chiến thắng của cái máy tính poker trong cái trò chơi poker đấy ạ. Thì việc mà robot vượt trên con người không phải là viễn cảnh xa xôi nữa. Và các thầy cô cũng thấy rằng là cái xu thế này là không thể đảo ngược. Và dự kiến đến ngay những cái năm 2030, tức là chỉ còn khoảng vài năm nữa thôi ạ, thì máy tính sẽ thay thế con người trong khoảng 60% công việc. Quốc gia nào sẽ có cái lực lượng lao động được chuẩn bị cho sự thay đổi này? Và đó chính là cái ý nghĩa của cái việc chúng ta đưa cái robot vào cho học sinh trải nghiệm, cho học sinh tiếp xúc với lập trình từ sớm. Thực chất là chúng ta đang chuẩn bị cho một cái thế hệ tương lai để đối mặt với cái xu thế không thể đảo ngược vừa kể ở trên. Trong tương lai gần thì người lao động sẽ phải sớm đối mặt với hai lựa chọn. Một là bị thay thế bởi máy tính và robot. Hai là có thể hiểu và hiểu được robot và có thể cộng tác để làm việc cùng với robot để giúp nâng cao cái hiệu suất công việc. Và chỉ có hai lựa chọn này thôi. Và có lẽ thì tôi thiên về cái lựa chọn số 2, đúng không ạ? Chính vì thế chúng ta cần ngay từ đầu đã trang bị cho học sinh phổ thông cái tư duy về máy tính, tư duy về robot, để các em không còn bỡ ngỡ trong cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tôi xin điểm qua một chút về lịch sử của bốn cuộc cách mạng công nghiệp. Thì với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là có cái sự thay đổi và cái trọng tâm nó là động cơ đốt trong. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai thì nó liên quan đến điện và cái trọng tâm là động cơ điện. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba chúng ta vừa mới trải qua là cuộc cách mạng về máy tính tự động hóa, và hay gọi với cái tên là cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Và cuộc cách mạng đang diễn ra và đang ngày càng mạnh mẽ, đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và trong cuộc cách mạng này thì nó có rất nhiều cái trụ cột khác nhau. Nó khó gọi tên như những cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ một, thứ hai, thứ ba. Và nó có sự đan xen của rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, ví dụ như là Internet of Things, tức là vạn vật kết nối vào một cái mạng. Ví dụ như là robot in 3D, dữ liệu lớn, hay là cuộc cách mạng về sinh học, vân vân. Thì đó là những cái trụ cột của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và đấy là những cái tiền đề để chúng ta thấy rằng cái việc mà giáo dục cho trẻ em về robot, về khoa học máy tính một cách gọi là sớm ấy, là rất cần thiết.
và tại sao thì chúng ta lại cần phải đưa robot vào giáo dục sớm? Thì có một cái khái niệm là chữ R thứ tư trong giáo dục. Thì robot hay lập trình robot ngày nay đang được coi là chữ R thứ tư. Và với trước đó chúng ta đã có ba chữ R là reading là đọc, writing là viết và arithmetic chữ R này là học toán ấy, tính toán số học. Thì bây giờ robot nó coi như là một chữ R thứ tư rất cần thiết, có thể đứng ngang hàng với những kỹ năng đọc, viết, tính toán trong cái bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bởi vì các thầy cô có thể là hình dung một cách tổng quát là trên một cái bộ robot như thế này, học sinh học được rất là nhiều thứ. Nó tích hợp bởi nó là sự tích hợp của nhiều lĩnh vực. Toán học, chúng ta cần phải tính toán toán học để lập trình robot. Các cái khoa học cũng có tích hợp rất nhiều trong robot. Lập trình, thiết kế cơ khí hay là tư duy thiết kế đấy. Thiết kế kỹ thuật, khoa máy tính, rồi là sensor, rồi là điện tử, rồi là vật lý, vân vân. Thì đó cũng chính là lý do tại sao mà robot rất là hay được sử dụng trong giáo dục STEM, và học sinh rất là yêu thích cái việc là chơi và học với robot. Sau khi mà học robot xong ấy, thì học sinh có thể phát triển được tư duy về thiết kế thông qua cái việc lắp ráp robot, thông qua cái việc thiết kế robot. Học sinh cũng có thể là phát triển được cái tư duy về máy tính thông qua cái việc là lập trình cho robot, thực hiện các nhiệm vụ. Và học sinh cũng được làm quen với các cái linh kiện, phụ kiện, các cái IC lập trình điện tử. Thì khi mà học xong robot, thì tôi thường hay nói một cái câu là robot không phải là robot, mà học sinh có thể học được những kỹ năng như thế này. Và từ những kỹ năng như thế này, thì học sinh có thể sáng tạo ra rất nhiều những cái sản phẩm khác. Ví dụ, nếu coi robot không phải là cái bộ khung hình như này, mà biến nó thành một cái nhà và lập trình cho cái nhà đấy, thì chúng ta có nhà thông minh. Nếu robot này chúng ta ứng dụng vào cây, thì chúng ta có nông nghiệp thông minh. Vẫn là những cái bộ bơm tưới tiêu như thế thôi, vẫn là lập trình như thế. Và các thầy cô cũng vừa quan sát các cái hoạt động của giáo dục Bảo Thắng đấy ạ. Thì khi mà học sinh sau khi học lập trình robot xong, thì giao cho các em cái nhiệm vụ về sáng tạo các sản phẩm khác. Thì các em đã làm ra một cái rất là nhiều các cái sản phẩm hữu ích khác. Và tôi cũng thường gọi chung là robot và máy thông minh đấy. Trong đó cái robot là điển hình. Thấy được cái nhiệm vụ và vai trò như thế rồi, thì chúng tôi đưa ra một cái giải pháp để phát triển giáo dục STEM lĩnh vực 4.0. Thì như tôi vừa phân tích ở trên, robot là tổng hòa của các yếu tố cơ khí, điện tử và lập trình. Thì khi học sinh đã nắm được ba cái yếu giải pháp cốt lõi này, ba cái kỹ năng cốt lõi này, thì học sinh có thể sáng tạo rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Ví dụ như nhà thông minh, bản chất nó cũng là một con robot. Mình cũng có thể gọi là robot nhà thông minh. Và từ những cái giải pháp này, chúng tôi đóng gói theo các cái chủ đề khác nhau, thì chúng ta cũng sẽ có các cái bộ học tập để giúp cho học sinh khám phá các chủ đề. Ví dụ như cái chủ đề là nông nghiệp thông minh chẳng hạn, thì nó cũng có tích hợp các cái sensor, các cái mạch điều khiển vào trong một bộ học tập như thế này. Và nói chung thì chúng ta chỉ cần nắm được cái giải pháp cốt lõi này là chúng ta có thể phát triển ra rất nhiều các cái chủ đề và sản phẩm khác nhau. Xin phép các thầy cô là tôi cũng xin giới thiệu qua một chút về cái code STEM. Là cái code, như cái tên gọi của nó, là mong muốn trang bị cho trẻ em là kids các cái tư duy về STEM và các kỹ năng về lập trình. Tôi là thạc sĩ Hoàng Văn Đông. Thì trước đây thì tôi học Đại học Bách khoa Hà Nội, và hiện tại thì tôi đang giảng dạy tại Đại học Điện lực, khoa Điện tử Viễn thông. Thì đây là cái thông tin của tôi, các thầy cô có thể là lưu lại để khi chúng ta cần, để chúng tôi có thể hỗ trợ tiếp cho thầy cô. Và đây là các cái đội ngũ cố vấn cho KidCode, các thầy cô cũng có thấy thầy Sơn, thầy Hưng, thầy Ngọc.
và các thầy cô khác nữa. Thì cái giải pháp để mà đồng hành với phòng giáo dục hoặc là với từng trường cụ thể thì chúng tôi cũng thông qua các cái bước rất là cụ thể để từng bước xây dựng cho nhà trường một cái lộ trình phát triển giáo dục STEM bền vững. Bước 1 thì chúng tôi cũng đây giống như cái buổi hôm nay là chúng ta có một cái nhận thức chung về cái giáo dục STEM. Bước 2 thì chúng tôi sẽ đồng hành với các thầy cô là xây dựng cái đội ngũ giáo viên cốt cán để thực hiện chương trình. Bước 3 thì chúng ta có thể là cùng nhau thành lập và vận hành các cái câu lạc bộ STEM trong trường. Và các câu lạc bộ STEM này sẽ được cập nhật các cái nội dung hiện tại bằng hình thức online cũng rất là thuận lợi và cũng được kết nối với các câu lạc bộ STEM tại các cái trường khác và trong cái mạng lưới của Liên minh STEM Việt Nam. Thứ tư là chúng ta cần xây dựng một cái phòng maker space hay là cái không gian thực hành cho giáo dục STEM giống như cô Nhung vừa chiếu ở trên đấy ạ. Bởi vì nếu chúng ta không có một cái không gian thực hành này thì tất cả các hoạt động của chúng ta sẽ rất là khó khăn. Và cũng xin trao đổi với thầy cô là cái không gian thực hành này nó cũng không phải là cái vấn đề gì nó quá khó khăn. Đấy, chỉ cần một cái không gian như cô Nhung vừa nói đấy, một cái phòng thư viện có thể học ghép cũng được, thậm chí một cái góc cầu thang hay là một góc để xe của những cái của các cái nhà trường mà chúng tôi cũng đã có cái dịp chứng kiến. Đấy, do cái điều kiện khó khăn nhưng mà vẫn có thể xây dựng được phòng maker space từ những cái kinh phí rất là hạn hẹp. Sau đó thì chúng ta từ những cái cơ sở vật chất, từ những cái đào tạo như này thì chúng ta tổ chức một cái ngày hội STEM, cuộc thi STEM thường niên để cho học sinh có cái cơ hội thi đua, có cái cơ hội để trình diễn các cái sản phẩm của mình. Và sau đó thì nhà trường sẽ tham gia vào hệ sinh thái giáo dục STEM. Thì đây là những cái lộ trình mà chúng tôi cũng đã thực hiện với giáo dục STEM Bảo Thắng và đã có những kết quả rất là khả quan và rất là vui mừng. Cô Nhung vừa trình bày. Và trong cái câu lạc bộ STEM này thì các thầy cô cũng sẽ thấy là có rất nhiều các cái nội dung học tập khác nhau, chúng tôi có thể đồng hành với các thầy cô từ khối 1, khối 2, 3, 4, 5. Thì đây là những cái khóa học mà chúng tôi có thể gửi thông tin, gửi tài liệu cho các thầy cô thông qua phương thức online. Và khi có điều kiện thì chúng ta có thể offline với nhau. Khối 6, khối 7, khối 8, khối 9. Thì các thầy cô cũng có thể hình dung một cái lộ trình học tập cho câu lạc bộ hoặc là cho nhà trường. Thì chúng tôi cũng chia ra các cái mảng khác nhau. Ví dụ là mảng sáng chế, là nói về những cái STEM tái chế đấy ạ. Có thể là những cái nguyên vật liệu đơn giản giúp cho học sinh có thể sáng tạo ra nhiều sản phẩm. Mảng thứ hai là mảng robot và máy thông minh, bao gồm là các cái việc lập trình cho robot, rồi là sử dụng các cái máy in 3D hoặc là máy cắt CNC để chế tạo cái phần cơ khí để sáng tạo ra sản phẩm mới, rồi là lập trình IoT sử dụng các cái bảng mạch Arduino, rồi các cái lập trình phần mềm khác, ngôn ngữ Python, vân vân. Thì đây là những cái lộ trình mà chúng tôi cũng đã có nhiều năm để cải tiến và hoàn thiện nó. Thì hy vọng là chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để trao đổi và chia sẻ với các thầy cô của phòng ạ. Không gian maker space thì các thầy cô có thể hình dung nó là một cái không gian thực hành cho giáo dục STEM. Và thông thường các thầy cô sẽ thấy có nhiều cái góc khác nhau. Ví dụ đây là một cái không gian. Và đây là không gian ở trên cái công ty của Kiko STEM luôn đấy ạ. Thì các thầy cô có thể có những cái không các cái góc như là góc công nghệ, góc khoa học, góc thủ công kỹ thuật. Và trong cái đấy thì các thầy cô có thể trang bị những cái thứ rất, hết sức là gần gũi thôi ạ. Ví dụ như là dụng cụ thủ công bao gồm dao, kéo, kìm, búa, cưa, tô vít, vân vân. Và cũng cần một số cái thiết bị hiện đại như là máy in 3D, máy CNC. Đấy, một số cái loại robot giáo dục mà các thầy cô cũng mới được nhận. Mỗi trường 2 bộ đấy ạ. Rồi là các cái bộ học tập theo chủ đề khác và phần mềm vật liệu. Đấy, thì đây là một số cái hình ảnh mà các thầy cô có thể quan sát về cái một cái maker space hay phòng lab STEM.
các cái dụng cụ thủ công các thầy cô có thể treo lên các giá như này. Những cái trường mà chúng ta chưa có điều kiện ấy, thì chúng ta cũng có thể tận dụng các cái bàn học sinh có sẵn, máy in 3D, máy cắt CNC và các cái bộ robot giáo dục. Vâng, thì đó là một số cái mà trình bày tóm tắt của tôi về cái lộ trình mà phát triển cái giáo dục STEM, đặc biệt trong lĩnh vực STEM 4.0, cũng như là cái vai trò tại sao chúng ta phải sử dụng robot để dạy học. Hôm nay thì nó cũng không có quá nhiều thời gian, thì tôi cũng xin tóm tắt một vài cái ý chính như thế. Và chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau trong cái thời gian tiếp theo. Và xin cảm ơn hội thảo và xin nhường lại lời cho MC ạ, cho thầy ạ. Xin trân trọng cảm ơn thầy Đông cũng đã có những chia sẻ về giáo dục STEM đối với chúng em để chúng em có thể hiểu thêm về giáo dục STEM. Xin được trân trọng và gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến thầy cùng gia đình ạ. Xin cảm ơn thầy. Như vậy là các điểm cầu, xin lỗi, trên màn hình còn có cô giáo Đỗ Thị Quyên. Cô giáo cũng đã giúp cho Than Uyên có một cái buổi tập huấn về giáo dục STEM. Sau đây xin mời ý kiến của cô Quyên đối với giáo dục huyện Than Uyên ạ. Vâng ạ, em xin chào các thầy cô ạ. Thực ra thì đối với Than Uyên thì em cũng may mắn đã đến được với Than Uyên rồi. Đã có những cái buổi chia sẻ với các thầy cô ở Văn Yên và cũng có những cái tư vấn cho đơn vị để có thể thực hiện thúc đẩy giáo dục STEM. Ngày hôm nay thì rất là vui khi mà nhìn thấy là Than Uyên đã tổ chức rất là thành công cái chương trình hội thảo, cũng như là nhận được cái sự tham gia ủng hộ đồng hành của các thầy cô trong liên minh STEM như là thầy Đặng Văn Sơn, thầy Đỗ Hoàng Sơn, thầy Đông, thầy Hoàng Văn Đông và cô Nhung. Thì thực ra thì có lẽ là em sẽ không có ý kiến gì phát biểu trong cái chương trình này, mà chỉ mong muốn đó là Than Uyên đã và đang thực hiện rất là tốt cái kế hoạch thúc đẩy giáo dục STEM. Mong là Than Uyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cái chương trình kế hoạch thúc đẩy giáo dục STEM để robot hay là lập trình robot có thể là đến được với nhiều học sinh trên cái địa bàn huyện Than Uyên hơn ạ. Cô Quyên, và thời gian tới thì cũng mong rằng là trong những cái kinh nghiệm của mình thì cô Quyên cũng sẽ có những cái chia sẻ để giúp đỡ cho giáo dục huyện Than Uyên để thúc đẩy giáo dục STEM. Xin cảm ơn cô. Yeah. Và xin phép các thầy cô, sau đây các điểm cầu của chúng em sẽ có ý kiến xoay quanh những cái buổi chia sẻ của thầy cô. Xin mời các điểm cầu có những nội dung nào mà chưa rõ cần có sự giúp đỡ của thầy cô hướng dẫn để chúng ta triển khai thực hiện thúc đẩy được giáo dục STEM trong các nhà trường, đề nghị thầy cô cho ý kiến ạ. Vì là thời gian có hạn, chính vì vậy mong rằng là các điểm cầu chúng ta sẽ chủ động. Đơn vị nào có ý kiến thì đề nghị thầy cô sẽ bấm vào cái biểu tượng giơ tay ạ. Ở đây là một cơ hội rất là hiếm nên là mong các thầy cô sẽ chủ động. Nếu thầy cô không giơ tay thì sau đây tôi sẽ chỉ định các đơn vị để các thầy cô sẽ cho ý kiến. Trước tiên là sẽ theo như kế hoạch chúng ta sẽ có những đơn vị trọng tâm trọng điểm để chúng ta sẽ thúc đẩy giáo dục STEM của chúng ta trên địa bàn huyện trong cái thời gian tới. Thì như vậy là các đơn vị sẽ nằm trong cái kế hoạch của chúng ta. Hai nữa là các thầy cô trong đội ngũ cốt cán sẽ triển khai giáo dục STEM giúp phòng trong cái thời gian tới này sẽ chuẩn bị có ý kiến.
Trước tiên xin mời trường tiểu học thị trấn sẽ có ý kiến. Xin mời các thầy cô. Vâng, tiểu học thị trấn xin có ý kiến ạ. Đối với cái nội dung giáo dục STEM thì hiện tại chúng tôi mới đang nghiên cứu. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là các thầy cô sẽ cung cấp cho chúng tôi cái nội dung về cách thức tập huấn để chúng tôi sẽ tập huấn cho đại trà cho giáo viên. Hiện tại giờ qua cái buổi tập huấn trước chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy cũng đang rất là vướng mắc. Tức là bây giờ cái cách mà tổ chức một cái tiết học giáo dục STEM thì chúng tôi vẫn chưa rõ, cái này nó vẫn đang lơ mơ. Và xin nếu có thể thì xin các thầy cô sẽ giúp chúng tôi là làm rõ hơn về quy trình tổ chức một cái tiết dạy giáo dục STEM. Còn tạo sản phẩm STEM thì cái này chúng tôi đã làm rồi và chúng ta đang làm rồi, thì cái này chúng tôi không vướng mắc. Xin hết ý kiến. Cái phần này nó bắt buộc vào cái phần tập huấn chuyên sâu thầy ạ. Tức là lúc đó thì các thầy cô sẽ được hướng dẫn để xây dựng một cái tiết học STEM như thế nào. Còn cái buổi ngày hôm nay thì như cái tinh thần của chương trình là chúng ta chỉ đi cái phần tổng quan và đi cái phần liên quan đến chiến lược làm sao đấy để chúng ta có thể phát triển được cái giáo dục STEM ở địa phương dành cho lãnh đạo nhà trường. Thế thì cụ thể hơn nữa là vậy thì bây giờ xây dựng một cái tiết học như thế nào? Thì lúc đấy chúng ta cần tập huấn các thầy cô chuyên môn ạ. Thì đấy là cái bước thứ hai, khi mà chúng ta tập huấn xong thì chúng ta phải xây dựng được những cái chủ đề STEM. Ví dụ như là một năm học đối với trường trung học cơ sở có thể là có 2, 3, 4 cái chủ đề STEM tích hợp, trong đó có môn khoa học tự nhiên. Bây giờ chúng ta thấy là môn khoa học tự nhiên bây giờ nó sẽ gồm lý hóa sinh, môn toán được bao nhiêu phần trăm trong cái chủ đề đấy. Ví dụ như là trước đây tôi hay hướng dẫn các thầy cô một cái chủ đề liên quan đến những cái vấn đề như là ví dụ như là máy cơ đơn giản chẳng hạn, trong cái chương trình môn vật lý chẳng hạn, thì từ máy cơ đơn giản chúng ta sẽ có được thêm những phần liên quan đến toán. Cái sản phẩm nó chỉ là cái gọi là cái cuối cùng của cả một cái quá trình dạy học thôi thầy ạ. Cho nên là cái sản phẩm nó không phải là cái quyết định là đấy là giáo dục STEM hay không đâu ạ. Ví dụ sản phẩm mà chúng ta chỉ làm theo YouTube thôi, làm theo trên mạng thôi thì cái đấy nó gần như là học sinh tiểu học cũng làm được, đâu nhất thiết phải là học sinh cấp 2, cấp 3 hay là học sinh cấp các, hay là thậm chí là các thầy cô không cần đi học thì vẫn có thể làm theo trên mạng được đúng không ạ? Vậy thì tại sao cần phải đi học giáo dục STEM? Vậy thì cái sản phẩm nó không phải là cái quyết định đấy là giáo dục STEM hay không đâu, mà sản phẩm nó chỉ là cái hình thức thể hiện cuối cùng thôi. Còn cái quá trình mà dạy trên lớp, học sinh tu được những kiến thức gì, năng lực gì, đấy mới là cái điều quan trọng. Thì chắc là sẽ phải hẹn các thầy cô ở những cái buổi tập huấn chuyên sâu, rất là sâu, để dành cho các giáo viên, để các thầy cô có thể viết ra được những cái chủ đề đó và có thể dạy thử được. Vâng, cảm ơn thầy. Không biết là các thầy cô khác, đặc biệt là cô Nhung, có thể chia sẻ giúp cái chiến lược mà các thầy cô đã triển khai ở huyện để làm sao các thầy cô có thể viết ra được những cái chủ đề của mình. Vâng, em cảm ơn thầy Đỗ Hoàng Sơn ạ. À, thầy Đặng Văn Sơn, xin lỗi thầy. Qua ý kiến của thầy thì cô Nhung có thể giúp anh em chúng tôi để hiểu rõ thêm một chút nữa về cái lộ trình để thúc đẩy để phát triển giáo dục STEM không ạ? Khi ban hành quyết định thành lập tổ nghiên cứu STEM thì tổ nghiên cứu STEM này cần phải được tập huấn chuyên sâu về giáo dục STEM ạ. Trong các bài giảng tập huấn chuyên sâu thì sẽ có các cái nội dung mà như thầy giáo vừa mong muốn ạ. Thì sau khi phải được tập huấn chuyên sâu từ các buổi sau đó thì phòng giáo dục và đào tạo sẽ lên kế hoạch xây dựng kế hoạch để tập huấn triển khai cho các trường trọng điểm triển khai giáo dục STEM của huyện. Và theo như đấy đó thì lúc đó thì tổ nghiên cứu STEM mới bắt đầu đi tập huấn triển khai cho các trường ạ. Cảm ơn cô Nhung và dạ. Các điểm cầu các nhà trường, thầy cô còn băn khoăn nội dung nào muốn các thầy cô chia sẻ nữa không ạ? Trường trung học cơ sở thị trấn có ý kiến gì không ạ? Vâng ạ. Mời thầy Thanh ạ. Vâng. Vâng. Kính thưa các thầy cô, đối với đơn vị trung học cơ sở thị trấn Tân Uyên thì chúng tôi cũng có một cái câu hỏi, cũng là một cái trăn trở mà chúng tôi làm mấy năm nay rồi nhưng cũng không thành công. Thì rất mong là được các thầy cô sẽ trợ giúp khi tổ chức các hoạt động STEM, đặc biệt là nghiên cứu khoa học kỹ thuật đó. Thì chúng tôi còn một cái rất khó khăn,
đó là khó khăn trong việc thu hút học sinh tham gia, khó khăn trong việc học sinh tìm kiếm, đề xuất các ý tưởng nghiên cứu. Đấy. Những cái ý tưởng mà các em nghiên cứu khá là ít, không có nhiều ý tưởng mới, và một số ý tưởng đề xuất thì nó cũng chưa phù hợp với thực tế và có tính khả thi. Thế thì chắc chắn là cái khó khăn từ phía học sinh này thì không thể là đổ lỗi hết cho học sinh được. Có thể đội ngũ của tôi và bản thân cũng chưa có nhiều cái kinh nghiệm trong cái việc thúc đẩy học sinh, tuyên truyền, rồi là khai thác học sinh để học sinh tìm kiếm ý tưởng. Thì xin các thầy cô là các thầy cô đã tham gia nhiều cuộc thi, đúng không ạ? Thậm chí làm ban giám khảo, thậm chí làm ban tổ chức, thì các thầy cô có thể chia sẻ một chút cái kinh nghiệm làm thế nào đó để thúc đẩy cái hoạt động này trong nhà trường nó được tốt hơn. Với cái chủ quan hiện tại của chúng tôi hiện nay thì đa số cái nghiên cứu khoa học kỹ thuật ấy, đấy, thì phần nhiều là cái tỷ lệ đóng góp ở đây là do giáo viên nhiều hơn là do học sinh. Thế thì có cách nào để khai thác học sinh, huy động được học sinh tham gia, thì xin các thầy cô chia sẻ một chút ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn thầy Thành. Tôi sẽ với thầy trước tiên. Cái này thực tế thì như thế này, thì thực ra thì cái mà vấn đề mà thầy đang nói nên nghiên cứu khoa học kỹ thuật thì nó dành cho số ít, không phải là dành cho số đông. Rõ ràng là chúng ta phải khẳng định điều đó. Còn cái loại STEM mà dành cho số đông thì phải là cái phần mà dạy ở trên lớp được, tức là dạy ở trong tiết học. Trong đấy thì chúng ta phân biệt hai cái loại đấy. Một loại là dành cho số đông là dạy trong tiết học, còn một loại là dành cho số ít, là dành cho những học sinh xuất sắc có đam mê, thì là đấy là dạng sinh hoạt, bây giờ chúng ta sẽ gọi đó là dạng sinh hoạt câu lạc bộ STEM. Thế thì trước hết thì thực ra cái vấn đề như thầy trao đổi thì ra nó diễn ra ở cả nước, đó là gì? Cái đóng góp của học sinh, đặc biệt là khối cấp trung học cơ sở, kể cả cấp trung học phổ thông, thì đối với những cái dự án đi thi thì đóng góp của thầy cô hoặc là đóng góp của bố mẹ hoặc là đóng góp của xã hội nhiều hơn rất nhiều so với phần của các em. Tuy nhiên là cuộc thi cũng chấp nhận là cái phần đóng góp của học sinh có thể ít, nhưng mà ở trong đó học sinh có thể có ý tưởng, học sinh có thể có triển khai một số những cái hạng mục nhất định nào đó. Thế thì cái điều đấy nó diễn ra ở khắp cả nước chứ không chỉ riêng gì ở Than Uyên đâu thầy ạ. Cái này chia sẻ thật với thầy như thế. Thế thì bây giờ muốn thúc đẩy cái sự gọi là sáng tạo của học sinh thì mình phải làm gì? Trước hết là gì? Chúng ta không thể là đến cứ gần đến cuộc thi thì chúng ta chọn ra một vài học sinh được đâu, như thế thì làm sao mà các em có được cái ý tưởng ạ? Chúng ta phải có một cái kế hoạch triển khai lâu dài, đó là cho các em tham gia các cái buổi sinh hoạt thường xuyên. Tức là gì ạ? Hàng tháng hoặc là hàng tuần các em đều có thể đến trường và làm những cái gì đấy mà các em thích, rồi có sự hỗ trợ của các thầy cô. Thế thì từ đấy nó mới phát sinh ra được vấn đề. Hai nữa là gì ạ? Các em phải liên tục va chạm với các vấn đề mới, ví dụ như là đọc rồi là tìm hiểu những cái vấn đề mới, ví dụ như là trong hiện nay thì tự động hóa, lập trình, trí tuệ nhân tạo, đấy là những cái vấn đề mới mà học sinh cần phải được tiếp cận, thì từ đó các em ra được nhiều những cái ý tưởng hơn. Thứ nữa đó là việc là chúng ta phải kết nối, tức là đối với các câu lạc bộ thì đấy là hình thức nâng cao rồi, cho nên chúng ta phải kết nối và xã hội hóa, đó là gì ạ? Kết nối với các nhà khoa học, kết nối với các trường đại học, kết nối với các công ty, kết nối với phụ huynh học sinh. Từ đấy chúng ta sẽ có được ý tưởng, chúng ta sẽ có được, bắt đầu có thể là học sinh chưa có, nhưng mà ví dụ như đến một cái công ty mà họ đang có một số vấn đề trao đổi với học sinh, và học sinh từ đấy có thể đưa ra được những cái ý tưởng, có thể là chưa khả thi, nhưng mà cùng sau đó thì cả thầy cô giáo cũng như là các nhà khoa học cũng như là các đơn vị hỗ trợ khác cùng suy nghĩ, và biết đâu nó lại ra được ý tưởng. Thế thì như vậy đó là gì? Muốn làm được các cái đề tài nghiên cứu khoa học như vậy thì chúng ta không thể ngồi trong trường mà làm được, mà chúng ta phải kết nối. Thứ nữa đó là một cái việc quan trọng nữa, đó là thầy cô giáo hướng dẫn và các em học sinh cũng phải được đào tạo liên quan đến cái quy trình nghiên cứu, bởi vì hiện nay đối với hầu hết các học sinh và thậm chí là ngay cả các thầy cô mà dạy môn khoa học thì cái tư duy về khoa học kỹ thuật của các thầy cô nó cũng chưa được định hình một cách rõ ràng. Tức là ví dụ như là trong cái quá trình khảo sát thì chúng ta phải tránh những vấn đề gì, các cái giả thuyết nó phải đảm bảo cái yếu tố như thế nào, cái thiết kế thí nghiệm thì nó phải có những cái bước như thế nào, rồi là nếu như nó là một cái sản phẩm kỹ thuật thì các yêu cầu về quy trình kỹ thuật nó phải như thế nào, khảo sát ra sao. Đấy, tất cả mọi thứ đấy đều các thầy cô đều cũng phải được học lại
những cái phần đấy, chứ còn ở trường đại học các thầy cô cũng chưa chưa được học những cái đấy đâu. Đó, thế thì như vậy là cả thầy cô và học trò chúng ta sẽ cùng học lại. Như vậy tôi chỉ kết luận lại vấn đề như thế này ạ. Một là học sinh phải được sinh hoạt câu lạc bộ thường xuyên thì các em mới có định hình ra được ý tưởng. Hai là phải có sự kết nối xã hội, đó là gì? Kết nối với nhà khoa học, kết nối với trường đại học, kết nối với công ty, kết nối với các bậc phụ huynh. Ba là học sinh và giáo viên phải được trang bị những cái kỹ năng về khoa học, đó là các cái kỹ năng về nghiên cứu khoa học cũng như là thiết kế sản phẩm. Đó, đấy là bốn cái vấn đề mấu chốt để giải quyết được vấn đề của thầy cô. Tất nhiên là không thể nói là năm nay chúng ta làm thì năm sau chúng ta có sản phẩm ngay được đâu thầy ạ. Giáo dục nó là một cái quá trình lâu dài, chúng ta làm liên tục trong vòng nhiều năm thì có thể nó mới có kết quả, chứ không thể nói là năm nay chúng ta tập huấn năm sau chúng ta bắt buộc phải có giải thì cái điều đấy. Tất nhiên là muốn có thì vẫn được, nhưng mà để mà nó đi vào thực chất thì nó không thể như thế được. Hy vọng là chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ được thầy cô trong tương lai. Cảm ơn. Dạ vâng, chúng em cảm ơn thầy ạ. Xin mời các ý kiến tiếp theo từ thầy cô của huyện Than Uyên ạ. Dạ, xin phép thầy Hải, em muốn tham khảo ý kiến của cô Nhung ở phòng giáo dục Bảo Thắng một chút ạ. Bởi vì thấy là vừa rồi cô chia sẻ thì phòng giáo dục Bảo Thắng có rất nhiều cái thành tích trong cái cuộc thi khoa học kỹ thuật. Em theo em hiểu thì đó là một cái tầm cao. Cô Nhung có trên điểm cầu không ạ? Có thầy ạ, dạ em có. À vâng, xin mời thầy thầy. Yeah. Vâng, xin phép cô Nhung, xin cô Nhung chia sẻ một chút về cái thành tích của Bảo Thắng. Thì có cái kinh nghiệm nào để có được cái thành tích như vậy không ạ? Từ cấp trường ạ, thì phải làm những cái gì, có thể cô có thể gợi ý cho một vài chia sẻ được không ạ? Kính thưa các thầy cô, thì xin chia sẻ một chút về kinh nghiệm trong triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và thi khoa học kỹ thuật của huyện Bảo Thắng ạ. Thứ nhất là em xin tham mưu với phòng giáo dục Than Uyên, đó là việc mình xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi nghiên cứu khoa học và khoa học kỹ thuật mình sẽ xây dựng sớm từ trước năm học ạ. Như phòng giáo dục Bảo Thắng thì chúng sẽ xây dựng từ tầm tháng 6, tháng 7 và nội dung đó đã triển khai vào hội nghị cuối năm học. Và có những năm thì triển khai sớm hơn là từ đầu học kỳ 2 là đã triển khai tiếp cho cái cuộc thi của năm sau ạ. Thứ hai là trong cái kế hoạch đó thì bọn em có xây dựng một lộ trình với các mốc thời gian cụ thể, tức là ở thời điểm nào giáo dục xây dựng kế hoạch, tháng nào các nhà trường xây dựng kế hoạch và thời điểm nào thì các nhà trường tổ chức cuộc thi cấp trường. Trong tổ chức cuộc thi cấp trường thì đối với các trường ở trung tâm có nhiều dự án thì tổ chức thành cuộc thi, còn đối với các trường có ít các thầy cô và học sinh hơn thì mình có thể tổ chức thành cuộc thi ý tưởng ạ. Thì khi nếu như mình tổ chức thành cuộc thi ý tưởng của dự án thì mình sẽ có các nhiều ý tưởng để mình lựa chọn và từ đó sẽ có những sản phẩm hiệu quả. Vậy thì sau khi bước xây dựng kế hoạch, và đặc biệt là trong cái kế hoạch xây dựng thì mình nhấn mạnh đến việc chỉ đạo các nhà trường, đó là và các nhà trường thực hiện là thành lập câu lạc bộ nghiên cứu khoa học gắn với giáo dục STEM. Vào trong hoạt động của câu lạc bộ này thì các em sẽ có những cái hoạt động sinh hoạt theo tháng hoặc là theo quý thì tùy theo kế hoạch của các nhà trường. Sau khi thực hiện xong cái hoạt động đó thì tiếp theo là hoạt động mời và kết nối với các chuyên gia để tư vấn cho các sản phẩm tham gia dự thi. Thì đối với cuộc thi cấp huyện là sau khi tổ chức xong thì các thầy cô sẽ lựa chọn các dự án tham gia thi cấp tỉnh, hoặc đối với cấp trường thì lựa chọn dự án tham gia thi cấp huyện. Thì ở cái thời điểm mà lựa chọn dự án thì sau thời điểm đó thì các thầy cô sẽ kết nối với các chuyên gia xin ý kiến tư vấn để hoàn thiện bổ sung sản phẩm để tham gia dự thi. Và cái lộ trình kết nối với các chuyên gia thì các thầy cô cũng xây dựng cụ thể về cái lộ trình làm việc. Ví dụ như là đối với phòng Bảo Thắng thì bọn em sẽ xây dựng một kế hoạch trước hết là phải tập huấn về nghiên cứu khoa học cho các thầy cô và các em học sinh. Sau đó thì sẽ lập các nhóm tan lô để xin ý kiến tư vấn của các chuyên gia và sẽ thường xuyên có cái buổi kết nối online như thế để tư vấn cho các em học sinh. Thì trong quá trình tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học thì nó có hai cái vấn đề quan trọng để các thầy cô khi triển khai, đó là việc thiết kế khoa học và dự án kỹ thuật thì là cái quy trình nó khác nhau. Thì thầy cô hướng dẫn và các em học sinh cần phải hiểu rõ hai quy trình đó, bởi vì trên thực tế trong các năm học trước ở Bảo Thắng thì các thầy cô cũng hay bị nhầm lẫn giữa hai cái quy trình thiết kế và quy trình khoa học trong việc thực hành các dự án. Và thứ hai là một cái mà để học sinh ghi điểm trong việc tham gia ấy, đó là cái kỹ năng trình bày.
thì cái kỹ năng này cũng phải cần các em cũng phải được các thầy cô huấn luyện rất là kỹ để có thể tự tin khi tham gia các cái dự án. Và một đặc biệt nữa là đối với cái xu thế hiện nay thì bên cạnh các dự án về khoa học xã hội hành vi thì các dự án về trí tuệ nhân tạo thì mình cần đặc biệt chú trọng. Với các dự án về khoa học xã hội hành vi thì mình có thể có sự tích hợp kết nối với trí tuệ nhân tạo vào trong các cái đề tài đó, thì nó sẽ là một trong những cái yếu tố mà mang lại cái kết quả giải được cao hơn. Em xin hết ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô Nhung ạ. Ý kiến tiếp theo của các thầy cô, thầy Huyền Thanh Nguyên ạ. Còn đơn vị nào muốn hỏi thêm ý kiến các thầy các cô để các thầy cô hướng dẫn tư vấn cho không ạ? Mường Cang có ý kiến gì không ạ? Các đơn vị Mường Cang, Mường Than ạ. Thầy cô trong tổ cốt cán triển khai thúc đẩy giáo dục STEM có ý kiến gì không ạ? Thầy Hùng thầy Cù Hải Hùng ở thị trấn có đây không? Có ý kiến gì không? Báo cáo là em có. Thầy có ý kiến gì muốn hỏi thêm các thầy các cô để các thầy cô hướng dẫn cho để sau này chúng ta sẽ thúc đẩy phát triển giáo dục STEM ở trong các nhà trường không? Báo cáo thầy thì em đang chờ thêm hai nội dung về cái robot thì để em hỏi thêm ạ. Còn nội dung này em thấy thì đa phần là về các định hướng, các chiến lược dành cho các cấp quản lý thì em chưa có ý kiến. Rồi, cảm ơn thầy giáo. Các trường xã Mường Than có ý kiến gì không ạ? Trung học cơ sở Phúc Than. Alo. Mời thầy giáo. Có phải thầy Cường không? Vâng. Thưa các đồng chí dự hội thảo, về đơn vị trường Trung học cơ sở Phúc An thì qua tìm hiểu các cái nội dung cũng như là cái sự trao đổi chia sẻ của các thầy cô sáng ngày hôm nay vân vân, một cái khó khăn với học sinh ở đơn vị đó là cái khả năng của các em trong cái việc mà sử dụng ngôn ngữ lập trình cho cái hoạt động STEM nghiên cứu khoa học cũng như là STEM 4.0 thì cái này cũng là cái mà đơn vị cũng chúng em cũng xác định là nó cũng là cái khó khăn nhất, vừa là về cái cơ sở vật chất cũng như là cái khả năng tiếp cận về công nghệ thông tin trong cái việc sử dụng ngôn ngữ lập trình cho cái STEM cao nhất là nghiên cứu khoa học cũng như là STEM robot. Thì đây cũng là cái mà chúng em khá là băn khoăn. Thì nếu như mà các thầy cô đã có những cái sự chia sẻ với các huyện hoặc các đơn vị có chung cái khó khăn giống như chúng em thì cũng chúng em mong muốn được nghe cái sự chia sẻ. Thứ hai nữa là một số câu hỏi của chúng em về cái STEM trùng với đơn vị trường tiểu học thị trấn, trường của thầy Thành, là những cái câu hỏi mà chúng em cũng đang băn khoăn. Thì thầy Sơn cũng đã chia sẻ là cái này khi tập huấn chuyên sâu thì chúng em cũng sẽ được tiếp cận, thì cũng rất là mong muốn các thầy chia sẻ một cách chuyên sâu hơn để chúng em có cái định hướng chúng em làm ở tại cơ sở, đặc biệt là những cái đơn vị mà khó khăn hơn một chút so với đơn vị ở thị trấn. Tôi em xin hết ý kiến ạ. Cái ý kiến của thầy thì tôi xin phép được chia sẻ một chút ạ. Thì thế này ạ, theo kinh nghiệm mà chúng tôi đã làm nhiều năm thì thực ra là cái phần lập trình ấy nó không khó, không hề khó, và các bạn học sinh thì thường tiếp cận rất là nhanh. Đấy. Và tất cả có chăng là do cái cách mà chúng ta có thể là tổ chức ấy, nó có được thường xuyên, nó có được bài bản hay không thôi, chứ nó không hề khó.
Và các thầy cô yên tâm là chúng ta sẽ đồng hành với nhau trong cả một cái chặng đường. Và cũng như thầy Sơn chia sẻ lúc đầu, tôi cũng rất đồng ý là giáo dục thì chúng ta cần phải phân ra là giáo dục cho số đông, giáo dục cho số tinh, và phải có thời gian từng bước một ạ. Và với kinh nghiệm của Học viện Kỹ thuật STEM về cái mảng robot và coding, và với cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã làm thực tiễn ấy, thì tôi thấy rằng là nó, khi mà các thầy cô tổ chức cái lập trình robot ấy, thì nó có được mấy cái lợi thế như này ạ. Cái thứ nhất là nó tạo cái hứng thú cho học sinh, nó rất là hứng thú. Và cũng như tôi vừa chia sẻ cái bài trên ấy, học lập trình robot xong thì không phải là các bạn ấy chỉ lập trình được robot, mà các bạn ấy sẽ bắt đầu biết có cái tư duy về thiết kế, có cái nắm bắt được các kỹ năng lập trình. Ngôn ngữ lập trình thì gần đây các thầy cô có thể thấy là nó có mấy loại phổ biến như này: lập trình bằng cách trực quan, kéo và thả. Đấy, tức là nó dành cho những cái người thực sự là không chuyên về lập trình lắm, nó bỏ qua những sự rườm rà của ngôn ngữ, nó dẫn đến cho là ai cũng có thể lập trình được. Và thông thường thì chúng tôi trong cái tập huấn thì tôi mong muốn là cả các thầy cô dạy môn xã hội cũng có thể là sẽ có những buổi trải nghiệm để chúng ta thấy rằng lập trình nó không khó. Đấy là cái bước một. Bước hai thì sau khi đã có những kết quả cụ thể rồi thì chúng ta có thể sâu hơn là dùng những ngôn ngữ hiện đại hơn, dùng những ngôn ngữ lập trình hiện đại hơn, ví dụ như là Python, đấy, vân vân. Thì các thầy cô khi chúng ta bước vào tập huấn chuyên sâu thì chúng ta sẽ có từng bước một và từng giai đoạn một, thì cái việc đó nó liên quan đến cái sự đồng hành của chúng ta, nó liên quan đến sự tương tác của chúng ta hai bên. Và thì tôi cũng xin chia sẻ ngắn gọn là như thế. Và thầy cứ yên tâm là nếu các thầy mà sẵn sàng thì cái gì cũng làm được thôi, nó không khó đâu ạ. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thầy Đăng. Các đơn vị tại đầu cầu của huyện còn ý kiến gì mà muốn hỏi rõ để các thầy tư vấn giải đáp cho không ạ? Điểm cầu ở tại huyện Than Uyên, thầy cô còn ý kiến gì nữa không ạ? Có lẽ là xin phép các thầy là hôm nay chắc là với những cái nội dung như vậy thì chắc là các đơn vị cũng sẽ chưa có được thêm những ý kiến để xin các thầy hướng dẫn để làm rõ. Tuy nhiên thì cái nội dung này thì cũng thưa với các thầy, các cô là chúng em cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu để trong quá trình mà thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục thì cũng sẽ có những cái ý kiến để hỏi thêm với các thầy, để các thầy hướng dẫn và tư vấn giúp em để chúng em sẽ thực hiện tốt cái nhiệm vụ giáo dục trong cái thời gian tới. Các thầy còn nội dung nào muốn cho chúng em để chúng em rõ thêm nữa không ạ? Thầy Sơn, hai thầy Sơn, thầy Đông ạ, cô Nhung. Về cơ bản thì cái buổi định hướng mang tính chiến lược phát triển thôi ạ, thì chắc là kết thúc, cũng có thể kết thúc ở đây được rồi thầy ạ. Còn những cái vấn đề liên quan đến chuyên sâu dành cho giáo viên các bộ môn thì chắc là phải hẹn các thầy cô những cái buổi khác, nó có thể mất một vài ngày chứ không thể là một buổi được, và sẽ có những cái liên quan đến làm rất là kỹ đối với giáo viên. Vâng, em cảm ơn thầy. Vậy thì em xin phép được thưa với thầy Đỗ Hoàng Sơn, thưa thầy Đặng Văn Sơn, thưa thầy Hoàng Văn Đông và thưa cô giáo Bùi Cẩm Nhung cũng như cô giáo Đào Lệ Quyên. Trong một buổi sáng ngày hôm nay thì tuy là thời gian cũng không được nhiều, nhưng chúng em, những người làm giáo dục tại huyện Than Uyên cũng được các thầy trao dồi kiến thức về giáo dục STEM để chúng em trong cái thời gian tới là sẽ thực hiện cái nhiệm vụ giáo dục, đổi mới giáo dục, cũng như là sẽ thúc đẩy cái giáo dục STEM trong các nhà trường làm thế nào đó thì nó sẽ hiệu quả và thiết thực hơn. Với những cái nội dung mà các thầy đã trao đổi và định hướng giúp đỡ chúng em trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì chúng em cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và
xây dựng cái kế hoạch để thúc đẩy cái giáo dục STEM trong các nhà trường ở trên địa bàn huyện, làm sao cho nó hiệu quả và thiết thực, phù hợp với lại điều kiện thực tiễn tại địa phương. Trong cái thời gian tới thì với nhiệm vụ giáo dục thì cũng còn rất là nhiều, và đặc biệt là đối với giáo dục Than Uyên thì là một trong những đơn vị mà hiện nay cũng đang còn rất là nhiều khó khăn. Chúng em cũng rất là mong muốn luôn được nhận sự đồng hành, giúp đỡ của các thầy, các cô trong cái chặng đường sắp tới để chúng em thực hiện tốt cái nhiệm vụ giáo dục của địa phương, cũng như là cùng chung với này, các đơn vị khác để thúc đẩy được cái hoạt động giáo dục và đưa các em giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có những cái bước tiếp cận được với giáo dục hiện đại trong cái thời gian tới. Với nội dung như vậy thì cho em được thay mặt những người làm giáo dục của huyện xin được gửi lời cảm ơn thầy Đỗ Hoàng Sơn, thầy Đặng Văn Sơn, thầy Hoàng Văn Đông, cô giáo Bùi Cẩm Nhung và cô giáo Đào Lệ Quyên cũng đã có những cái giúp đỡ thúc đẩy cái hoạt động giáo dục STEM trên địa bàn huyện của chúng em. Xin được trân trọng và kính chúc sức khỏe các thầy cô cùng gia đình. Xin được trân trọng cảm ơn, kính chúc sức khỏe các thầy cô. Xin cảm ơn ạ. Xin chào thầy cô, xin hẹn gặp lại các thầy cô ạ. Vâng, xin hẹn gặp lại thầy cô vào buổi sáng ngày hôm mai. Và xin kính chúc sức khỏe thầy cô ạ. Dạ. Vâng.